cô gái lần đầu tiên đẻ trứng đã sinh ra 4 con rắn độc. Không chỉ mỗi ngày đều dùng lưu huỳnh để khử trùng cho chúng, cô ta thậm chí còn ngâm chúng sống trong rượu mạnh. Ban đầu, cô ta nghĩ rằng loài rắn máu lạnh sẽ cắn chết mình, nhưng 4 chú rắn con không những không làm vậy mà còn chăm sóc cô vô cùng chu đáo. Tuy nhiên, cô gái không hề cảm động, bởi vì trong mắt cô ta, loài rắn là loài động vật máu lạnh vô tình. Cô gái hết lần này đến lần khác hành hạ chúng. Rắn con cuối cùng cũng chất chứa đầy oán hận đối với cô ta. Trong một lần bị đánh mắng, con rắn thứ tư vì không muốn bị đánh nên đã đẩy cô ta một cái. Không ngờ chỉ một cú đẩy đó lại khiến cô gái hôn mê suốt 3 ngày. Khi cô mơ màng tỉnh lại, cô cảm thấy toàn thân bất lực. Ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc cô bóp cổ người đó, con hổ lớn không ngừng lao về phía họ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói trẻ con mềm mại vang lên bên tai cô, mụ xấu xa này, xé xác cô ta đi. Anh cả và anh hai đã bị mụ ta bán đi rồi. Giữ chúng ta lại cũng chỉ là để đánh đập, mắng nhiếc và bắt chúng ta làm việc cho mụ ta. Mụ ta chết đi thì sẽ không còn ai đánh chúng ta nữa. Đầu cô bỗng nhiên nhói đau, cô mở to mắt ra, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, trong lòng không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình vẫn còn sống. Tuy nhiên, hai đứa trẻ trước mặt dường như rất sợ hãi cô, chúng lặng lẽ lùi lại một bước. Cô không khỏi cười khổ, rốt cuộc mình đã đáng thương đến mức nào mà có thể khiến hai đứa trẻ sợ hãi đến vậy. Cô cố gắng gượng dậy, đưa tay lên sờ sau gáy, nhìn xuống thì thấy cả bàn tay đầy máu, thảo nào lại đau đến vậy. Nhìn khung cảnh trước mắt, cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Ngọn lửa giữ không thiêu chết cô, bom đạn không chôn vùi cô cũng không bị zombie ăn thịt. Hai đứa trẻ mặc váy da thú dường như bị dọa sợ, lại tiếp tục lùi về sau vài bước. Chúng nhe răng hung dữ nói, đừng hòng đánh chúng tôi. Mụ đàn bà xấu xa, chúng tôi không sợ ngươi, nói xong liền quay người bỏ chạy. Nhìn bóng dáng chúng dần dần chạy xa, cô mới có thời gian quan sát hang động này. Cả hang động vừa bẩn vừa hôi thối, khắp nơi đều là rác rưởi, con mồi cũng đã bốc mùi hôi thối. Đột nhiên, cô cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, đưa tay lên gãi thì thấy một mảng bùn đen. Lúc này, trong lòng cô tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. Cho dù có xa cơ lỡ vận, cô cũng không thể chịu đựng nổi môi trường như vậy. Nghĩ đến dị năng không gian và dị năng mộc hệ mà mình sở hữu, cô liền tập trung ý niệm, cố gắng mở không gian ra, nhưng lại phát hiện ra rất khó khăn. Dùng hết sức lực, cô cũng chỉ có thể mở ra một khe hở nhỏ, nhanh chóng lấy khăn giấy khử trùng và bật lửa ra. Sau đó, cô liên tục lau chùi vết thương sau gáy, coi như là đã sơ cứu đơn giản. Tinh thần hồi phục đôi chút, cô liền bước ra khỏi hang động. Xuất hiện trước mắt cô là một khu rừng nguyên sinh, cây cối vô cùng to lớn. Đây là cảnh tượng mà thế giới tận thế ô nhiễm kia tuyệt đối không thể nhìn thấy. Đột nhiên, một người đàn ông có đôi tai nhọn xuất hiện trong tầm mắt cô. Cô không khỏi giật mình, nhưng lại thấy hắn ta vẫy tay với cô, đội săn bắn đã trở về rồi, mau đến lấy thịt đi. Cô thản nhiên đi theo hắn ta, lúc này mới phát hiện ra đây không còn là thế giới ban đầu của cô nữa. Đây là một thế giới thú nhân, con người có thể biến thành thú, cũng có thể biến thành hình người. Họ có thân hình cường tráng, lực công kích mạnh mẽ. Còn giống cái thì yếu đuối, sau khi trưởng thành chỉ có thể duy trì hình dạng con người. Còn cô là do linh hồn nhập vào cơ thể của giống cái này. Giống cái trong thế giới này rất hiếm hoi, đối với mỗi bộ lạc đều vô cùng quý giá. Cho nên, mặc dù cô đen đúa, xấu xí, không có giống được nào thèm để mắt đến, nhưng vẫn được bộ lạc chăm sóc chu đáo. Nhiều năm qua, cô chỉ có một hình xăm con rắn ở eo, đại diện cho việc cô có một người bạn đời là thú nhân rắn. Cô cầm phần thịt được chia, trở về hang động, dùng cành cây làm chổi, dọn dẹp sạch sẽ bên trong hang, sau đó ninh một nồi canh xương và thịt kho tàu lớn. Làm xong mọi việc, trời cũng dần tối, nhưng hai đứa trẻ rắn vẫn chưa trở về. Mặc dù đã rất đói bụng, nhưng cô vẫn quyết định chờ chúng. Cô dựa vào vách tường, nhớ lại vẻ mặt tức giận của chúng hôm nay. Chúng dường như đang nói rằng anh cả và anh hai đã bị cô bán đi rồi. Cho nên, việc con rắn thứ ba và thứ tư tỏ thái độ thù địch với cô cũng là điều dễ hiểu. Nhìn khu rừng đã tối đen như mực, cô không khỏi lo lắng, vội vàng rời khỏi hang động để tìm chúng. Ban đêm trong rừng sẽ xuất hiện rất nhiều dã thú, hai đứa trẻ cũng mới chỉ 4 tuổi. Càng nghĩ cô càng sợ hãi, lớn tiếng gọi tên hai đứa trẻ rắn. Chúng đột nhiên chui ra từ sau gốc cây, trên mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Nhìn thấy dáng vẻ của chúng, cô vừa tức giận vừa bất lực, chỉ cần lũ trẻ không sao là tốt rồi. Cô định dẫn chúng về nhà ăn cơm, con rắn thứ ba đột nhiên lạnh lùng nói, chúng tôi nhìn thấy một con thú dữ trong khu rừng phía trước, hình như là phần thịt vừa mới lấy về đã ăn hết sạch, cô liền muốn đi xem sao. Đi theo bước chân của chúng, càng đi càng sâu, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền muốn dẫn hai đứa trẻ rắn quay về. Con rắn thứ ba là Tây Thanh đột nhiên quay đầu lại,
chiếc lưỡi màu xanh nhạt thè ra, hướng về phía cô phun ra một chút dịch rắn. Cô rất sợ rắn, cho nên luôn luôn sợ hãi. Ngay khoảnh khắc Tây Thanh đột nhiên lộ ra hình dáng con rắn và phun dịch rắn. Máu toàn thân cô như đông cứng lại, sợ đến mức không thể nhúc nhích nổi. Đó là rắn. Đợi đến khi cô hoàn hồn lại thì phát hiện hai đứa trẻ rắn đã không thấy đâu nữa. Cô đứng đực mặt trong rừng, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Lúc này, hai đứa trẻ rắn đã biến thành hình dạng rắn nhỏ, nhanh chóng quay về hang động. Tây Thanh nhịn không được cười ha hả, tối nay cuối cùng cũng không bị đánh nữa rồi. Còn Tư Bắc Kỵ lại vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hang động sạch sẽ trước mặt. Nó không nhịn được dụi mắt, mùi hôi thối đã biến mất, thậm chí trong một chiếc lọ đá nhỏ còn được cắm một bông hoa dại xinh đẹp. Nơi này chúng đã sống rất nhiều năm, không thể nào nhận nhầm được. Nhưng hôm nay trong nhà lại sạch sẽ một cách lạ thường. Lửa trong hang động vẫn còn đang cháy, trên nồi lớn là một nồi canh thịt, ba chiếc bát được đặt trên bàn, như thể có người đang đợi chúng về ăn cơm vậy. Nghĩ đến việc cô trước đó đang tìm chúng để về nhà, Tư Bắc Kỵ nhìn Tây Thanh, anh ba, chẳng lẽ đây thật sự là do mụ xấu xí kia làm sao? Tây Thanh lạnh lùng nói, làm sao có thể, nó hoàn toàn không tin là do cô làm. Trong mắt nó, cô là một người phụ nữ vừa lười biếng vừa xấu xa, mỗi ngày chỉ biết đánh đập chúng. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng hai đứa trẻ rắn cũng đã đói đến mức bụng sắp dính vào lưng, không thể nhịn được nữa liền vội vàng ăn. Vừa mới cho vào miệng, chúng đã bị hương vị thơm ngon chinh phục hoàn toàn. Nhưng Tây Thanh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nghĩ đến việc anh cả và anh hai đã bị bán đi, nó lập tức trở nên căng thẳng, đưa tay lên sờ lên khuôn mặt dưới mái tóc dài. Nửa khuôn mặt của nó là những vết sẹo đáng sợ do bị bỏng. Đúng vậy, mụ xấu xí kia vẫn luôn ghét bỏ cô. Trước đây cũng đâu phải chưa từng bán cô đi. Nếu như... Nó không nói hết câu, chỉ ủ rũ cúi đầu xuống. Thú nhân rắn máu lạnh ở đâu cũng không được chào đón, ngay cả người mẹ ruột như cô cũng không quan tâm đến chúng. Tư Bắc Kỵ không nói gì, nhìn dáng vẻ của em trai, trong mắt cũng lộ ra vẻ buồn bã. Lúc này, cô đang ở trong rừng rậm cũng đã tỉnh táo lại. Cô lấy một con dao găm ngắn từ trong khe hở không gian ra, cẩn thận đi trong rừng. Trên một cái cây lớn cách đó không xa, một con chim ưng tuyết trắng đang ẩn mình, cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mắt. Nó hít hít mũi, nhìn thấy một con hổ trắng đang tiến lại gần cô, nhưng lại không hề có ý định cứu giúp. Trong mắt nó, cô là một giống cái bệnh tật đã bị bộ lạc bỏ rơi, cứu cũng không sống được bao lâu. Tuy nhiên, lúc này cô hoàn toàn không nhận ra mình đã bị một thú nhân chim ưng để mắt tới. Đột nhiên, cô cảm thấy nguy hiểm đang đến gần từ phía sau. Quay đầu lại, cô nhìn thấy một con hổ trắng khổng lồ. Kích thước của nó lớn gấp 5 lần những con hổ mà cô từng thấy. Nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, cô không khỏi chửi thầm, hai đứa rắn con kia đúng là muốn để cô làm mồi cho dã thú. Cô siết chặt con dao găm trong tay, sau đó nhanh chóng leo lên cây, cắn răng dùng hết sức lực mở không gian ra, lấy ra một khẩu súng ngắn. Đó là thứ cô đã nhét vào trong đó từ lúc đối phó với zombie ở kiếp trước. Không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức lên đạn, nhắm vào mắt con hổ trắng bó 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 bóp cỏ. Chim ưng ở đằng xa giật mình, lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy con hổ nhanh chóng di chuyển, cô đã không bắn trúng mắt nó, chỉ gây ra một vết xước trên mặt. Nhìn con hổ đang tức giận, cô không ngừng lùi về sau. Đây còn là động vật sao? Sao còn khó giết hơn cả zombie vậy? Chạy chưa được mấy bước, cô đã mệt đến mức không thở nổi. Cơ thể này còn yếu đuối hơn cô tưởng tượng. Thấy con hổ sắp đuổi kịp, cô lập tức sử dụng dị năng, điều khiển dây leo nhanh chóng mọc lên. Nhưng năng lực của cơ thể này có hạn, dị năng cũng không sử dụng được bao nhiêu, cô chỉ có thể câu giờ được một lúc. Lúc này, thú nhân chim ưng lại tò mò quan sát cô. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn của cô, cùng với khẩu súng đen mà cô vừa lấy ra, nó cảm thấy vô cùng hứng thú. Viên đạn dường như không thể xuyên qua da của con hổ, vì vậy cô lại cố gắng tìm kiếm trong không gian, cuối cùng cũng nhìn thấy một cuộn dây bạc ở trong góc. Cô lập tức lấy dây bạc ra, quấn từng vòng lên cành cây. Nhìn thấy con hổ trắng đã chuẩn bị xong tư thế, lao về phía cô lập tức chạy về phía dây bạc. Không bao lâu sau, trên người con hổ đã xuất hiện những vết thương nhỏ, máu nhỏ giọt xuống. Con hổ đau đớn gầm lên, sau đó ngã xuống đất. Cảm nhận được con hổ trắng đã hoàn toàn không còn hơi thở, cô mới cẩn thận đi ra. Chim ưng trắng ở đằng xa vẫn luôn yên lặng theo dõi mọi chuyện. Trong mắt nó, giống cái đen đúa, xấu xí kia vậy lại có thể giết chết con mãnh thú của rừng rậm. Hơn nữa còn là con hổ dữ mà ngay cả thú nhân cá voi xanh cũng không đánh bại được. Điều này khiến nó vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, giống cái rất yếu đuối, nó chậm rãi muốn tiếp cận giống cái này. Sau khi giết chết con hổ trắng, cô lập tức chọn cách rút lui nhanh chóng. Sau khi cô rời đi, thú nhân chim ưng trắng mới vỗ cánh bay xuống.
Nó cẩn thận quan sát vết thương chí mạng trên người con hổ trắng, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đó là những vết cắt cực kỳ mảnh mà nó chưa từng thấy bao giờ. Bộ lạc này quy định mỗi nữ nhân phải có 10 người chồng, nếu không sẽ phải sống quãng đời còn lại trong ngục tối. Cô đã thử giả điên giả dại, cũng thử qua việc làm xấu mình, thậm chí còn đánh đập con mình để tạo tiếng xấu, tất cả chỉ để thoát khỏi số phận phải có 10 người chồng. Thứ cô mong muốn chỉ là một đời một kiếp một đôi người. Nhưng lũ trẻ con lại không nghĩ vậy. Trong mắt chúng, nữ nhân này vừa hôi hám, bẩn thỉu lại còn vô cùng độc ác. Để đỡ bị đánh, chúng đã vứt cô vào rừng. Lúc này, cô đã chạy rất lâu, cuối cùng cũng trốn thoát khỏi khu rừng trước khi trời sáng. Nhớ lại con hổ trắng to lớn ban nãy, cô không khỏi cảm thấy ấm ức. Kẻ bắt nạt chúng là nguyên chủ, không liên quan gì đến cô. Bản thân cô còn muốn đối xử tốt với chúng, vậy mà chúng lại hãm hại cô như vậy, cô không khỏi cảm thấy chán nản. Khi cô lê bước trở về hang động với đầy thương tích, chỉ thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ trên mặt đất ở góc hang. Trái tim đang chán nản của cô bỗng chốc trở nên bực bội, cô tức giận gọi chúng dậy. Lũ trẻ đã nghe thấy tiếng động từ sớm, chỉ là lười không muốn quan tâm đến nữ nhân trước mặt. Tối qua, chúng đã lừa được cô vào rừng, bây giờ trở về chắc chắn sẽ bị đánh. Chuyện này chúng đã quá quen rồi, chỉ cần không đánh chết thì chúng cũng mặc kệ. Điều khiến chúng bất ngờ là cô không những không đánh mà còn không hề tức giận vì bị bỏ rơi trong rừng. Cô tức giận vì lo lắng chúng ngủ trên mặt đất sẽ bị ốm, thậm chí còn bắt chúng gọi mình là mẹ. Trong mắt chúng, đây quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Rõ ràng tất cả những điều này đều là do nữ nhân xấu xa này yêu cầu, không cho phép chúng ngủ trên giường, không cho phép chúng gọi mình là mẹ. Chúng không hiểu, cũng không thể hiểu được. Thực ra, tối qua khi chúng trở về hang động, nhìn thấy căn nhà gọn gàng, sạch sẽ, còn có cả thức ăn đã được nấu chín. Bát đũa được sắp xếp ngay ngắn, Bắc Cực lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là ấm áp. Nữ nhân xấu xa này dường như đã thay đổi, nó thích nữ nhân xấu xa này như vậy. Nhìn cô đầy thương tích, trong mắt nó tràn đầy vẻ áy náy. Nó muốn tiến lên ôm cô nhưng lại không dám, chỉ dám yếu ớt nói một câu xin lỗi. Cô bất lực ngồi bệt xuống đất, không còn muốn trách mắng một lời nào nữa. Tây Thanh thì mặt mày nhăn nhó, cắn chặt răng, nhất quyết không chịu nói lời xin lỗi. Nó đưa tay sờ lên nửa khuôn mặt bị tóc che khuất, đột nhiên lao về phía trước, ôm chầm lấy nồi thịt hầm đã nguội. Bắc Cực thấy vậy cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ. Hai đứa trẻ ôm đồ ăn chạy biến ra ngoài. Cô không biết rằng, chúng làm vậy không phải để trốn đi ăn mà là để chia cho anh cả và anh hai. Sự thay đổi bất ngờ này khiến cô không kịp phản ứng. Cô quá mệt mỏi nên định nghỉ ngơi một chút. Không lâu sau khi cô ngủ thiếp đi, mơ màng nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ cãi nhau, vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ thấy dưới gốc cây lớn cách đó không xa, một nữ nhân béo ú đang túm chặt lấy hai đứa nhỏ. Bắc Cực và Tây Thanh bị nữ nhân béo ú túm lấy trông vô cùng chật vật, trên mặt đất dường như còn rơi đầy khoai lang. Nữ nhân béo ú tên Hùng lại tức giận quát lớn, lũ thú nhân rắn máu lạnh không ai cần, lại còn chạy ra ngoài ăn trộm đồ. Cô vội vàng chạy tới bảo cô ta dừng tay. Hùng lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái. Trong mắt bọn họ, cô là nữ nhân xấu xa nổi tiếng trong bộ lạc, vừa lười biếng vừa xấu tính, hoàn toàn không quan tâm đến con cái của mình. Nhìn thấy Tây Thanh nhỏ bé và Bắc Cực không ngừng vùng vẫy, trong lòng cô nhói đau, lập tức lao đến túm tóc Hùng Nại. Bị túm tóc, Hùng Nại chỉ có thể buông hai đứa nhỏ ra. Cô ta tức giận mắng cô, Tư Yến, cô bị điên à, hai đứa nhỏ này đang ăn trộm đồ đấy. Hai đứa nhỏ vừa thoát ra được liền chạy sang một bên, nhanh chóng nhặt khoai lang lên, đứng cách xa cô và Hùng Nại. Trong mắt chúng, cô chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của chúng. Nếu chúng gây ra họa, cô chưa bao giờ hỏi rõ nguyên nhân mà đã đánh đập. Lần này cũng vậy, chắc chắn cô sẽ bênh vực Hùng Nại mà đánh chúng. Tây Thanh và Bắc Cực co rúm lại một chỗ, vẻ mặt đầy sợ hãi. Nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng cách mình rất xa, cô biết chúng không hề muốn dựa dẫm vào mình, thậm chí còn trốn tránh cô, trong lòng không khỏi chạnh lòng. Cô túm tóc Hùng Nại, chất vấn tại sao cô lại bắt nạt con tôi. Câu trả lời cô nhận được lại là, bọn nhỏ ăn trộm khoai lang của tôi. Cô nhìn sang bọn nhỏ đang đứng một bên, trên mặt Tây Thanh là sự tức giận và khinh bỉ, còn Bắc Cực thì cúi gằm mặt xuống. Trước đây, hễ có ai nói chúng làm việc xấu, cô đều không quan tâm, chỉ tin lời người ngoài, muốn cô giúp đỡ chúng ư, hoàn toàn không thể nào. Thế nhưng, câu trả lời của cô lại khiến chúng bất ngờ. Cô kiên quyết khẳng định bọn nhỏ không hề ăn trộm khoai lang, đồng thời yêu cầu Hùng Nại đưa ra bằng chứng. Hùng Nại cũng không có cách nào chứng minh, dù sao thì vừa rồi cô ta cũng không có mặt tại hiện trường. Nhưng cô ta cho rằng chính là hai đứa nhỏ này đã ăn trộm, thú nhân rắn máu lạnh sinh ra đã là kẻ trộm cắp, ngoài chúng ra thì không còn ai khác. Để minh oan cho bọn nhỏ, cô đã vận dụng năng lực mộc hệ của mình, cảm nhận khoai lang ở khu vực xung quanh. Quả nhiên,
cô phát hiện trong bụi cỏ bên cạnh có mấy chú gấu con đang ngấu nghiến ăn khoai lang. Hùng Nại nhìn thấy bọn chúng với vẻ mặt kinh ngạc, đó là con của Hùng Nhu. Lũ gấu con nhận ra mình bị phát hiện, lập tức òa khóc. Nhưng cô không thèm để ý đến chúng, ngược lại còn bắt Hùng Nại phải xin lỗi con cô. Hùng Nại tỏ vẻ không quan tâm, nhất quyết không chịu xin lỗi. Nhìn hai đứa nhỏ tủi thân, cô lập tức lao đến, túm lấy Hùng Nại, lôi đến trước mặt hai đứa nhỏ. Bị ép buộc quá đáng, lại đánh không lại cô, Hùng Nại vừa khóc vừa nói lời xin lỗi, sau đó lập tức bỏ chạy. Hai đứa nhỏ nhìn cô với vẻ mặt khó tin, trong lòng vẫn còn lo sợ sau khi trở về có bị đánh nữa hay không, chúng dè dặt co rúm lại một góc. Cô không để ý đến chúng nữa mà bắt đầu nhóm lửa nấu nướng. Nhìn thấy cô cho khoai tây vào lửa, trong lòng chúng tràn đầy nghi hoặc. Trong mắt thú nhân, lửa là thứ vô cùng thiêng liêng. Trong bộ lạc Nham Hương, chỉ tộc trưởng mới có lửa để nấu nướng, phần lớn thú nhân trong bộ lạc đều ăn sống. Nhìn cô điều khiển ngọn lửa một cách dễ dàng, trong lòng hai đứa nhỏ càng thêm nghi ngờ. Sau khi nướng chín khoai tây và thịt, rắc thêm muối và tiêu, cô gọi chúng lại ăn cơm. Tây Thanh bám chặt lấy Bắc Cực, thấy vậy, Bắc Cực cũng không dám nhúc nhích. Muốn cảm hóa những đứa trẻ phản nghịch này không phải là chuyện một sớm một chiều. Cô không để ý đến chúng nữa, sau khi ăn một củ khoai tây nướng và một ít thịt nướng, cô liền bỏ đi. Hai đứa nhỏ nhìn nhau, nữ nhân xấu xa này vậy mà không đánh chúng. Cảm thấy bụng đói cồn cào, chúng nhanh chóng tiến lên. Khoai tây nướng và thịt nướng hơi nóng, nhưng mà ngon thật. Cô lén nhìn chúng ăn uống dơ dáy, bèn tìm một khúc gỗ lớn, định làm một cái thùng cho chúng tắm. Đang lúc cô đang loay hoay không biết làm cách nào để khoét gỗ, thì phát hiện bên eo mình có treo một miếng vảy lớn, trông rất sắc bén. Cô thử dùng miếng vảy để khoét gỗ, không ngờ lại dễ dàng như cắt đậu hũ vậy. Vật này quả nhiên so với tay trần của cô còn dễ sử dụng hơn nhiều. Không lâu sau, hai cái thùng gỗ đã được làm xong. Cô đi đi lại lại, múc đầy nửa thùng nước nóng. Hai đứa nhỏ nhìn cô chằm chằm, không hiểu cô đang làm gì, bỗng nghe thấy cô gọi, Tây Thanh, lại đây tắm nào. Sắc mặt nó lập tức xa sầm, nhất quyết không chịu lại gần. Bất đắc dĩ, cô đành nhìn sang Bắc Cực. May mà Bắc Cực là một đứa trẻ ngoan ngoãn, do dự một chút rồi cũng bước vào trong thùng. Nhìn Bắc Cực trong thùng, Tây Thanh như cảm thấy mình bị phản bội, vẻ mặt đầy ấm ức. Nó cứ nhìn chằm chằm như vậy, không biết đang nghĩ gì. Sau khi tắm xong, cô đặt Bắc Cực lên giường làm bằng da thú. Nhìn Bắc Cực nằm trên giường da thú, Tây Thanh không khỏi cảm thấy ghen tị. Nó bĩu môi, tò mò hỏi cô, sao người không nghi ngờ chúng con ăn trộm khoai lang? Bắc Cực cũng tiếp lời, bọn họ nói chúng ta là kẻ trộm, là người xấu, là thú nhân rắn máu lạnh, cả bộ lạc Nham Hương đều nói chúng ta như vậy. Cô nhìn chúng, thản nhiên nói, các con là con của ta đương nhiên tin tưởng các con. Có lẽ chính vì những điều này mà hai đứa nhỏ dần dần mất đi niềm tin vào thế giới này. Nhìn chúng cúi đầu trầm tư, cô lại dụ dỗ chúng gọi mẹ. Bắc Cực do dự một lúc, rồi ngập ngừng gọi, mẹ. Tây Thanh kinh ngạc nhìn nó, Bắc Cực cũng cảm thấy mình như đang phản bội Tây Thanh, nhưng nữ nhân xấu xa này trong hai ngày nay dường như đã thay đổi, trở nên dịu dàng như người mẹ hiền từ trong giấc mơ của nó. Mặc dù nữ nhân xấu xa này bây giờ có vẻ như bị ma nhập, nhưng nó vẫn mong rằng nữ nhân xấu xa này có thể tiếp tục như vậy. Nghe thấy Bắc Cực gọi mẹ, cô vui mừng khôn xiết, bế bổng nó lên, véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nó. Tây Thanh đứng bất động một bên, trong mắt thoáng qua một tia lạc lõng. Nó cũng muốn được như Bắc Cực, gọi mẹ, được làm nũng với mẹ. Nhưng với dáng vẻ hiện tại của mình, liệu mẹ có còn yêu thương nó nữa hay không? Nhìn bầu trời đã tối đen, nó theo thói quen đi về phía góc hang để ngủ, nhưng lại bị một bàn tay to lớn túm lấy. Tây Thanh giật mình, vùng vẫy kịch liệt, nhất quyết không chịu lên giường. Nữ nhân xấu xa, cô không lên đâu. Cô có chớt rét cũng không liên quan đến người. Cô tức giận đến mức không còn cách nào khác, cuối cùng đành mặc kệ cho nó ngủ trên đất, đắp chăn cho Bắc Cực xong, cô liền đi ngủ. Cô không biết rằng, hai đứa nhỏ đã nhìn cô suốt cả đêm. Thị lực của thú nhân rắn rất tốt, cho dù không có ánh sáng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bắc Cực nghiêng đầu nhìn người mẹ đang ngủ bên cạnh, mẹ thơm quá. Giường cũng mềm mại nữa, chưa bao giờ con được ngủ ngon như vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng nó, cảm giác xa lạ này không hề đáng ghét, ngược lại còn rất dễ chịu. Bắc Cực không ngủ được, nó thỉnh thoảng lại len lén mở mắt nhìn cô, đây là mẹ của nó. Cho dù người mẹ hiện tại chỉ là đang lừa dối nó, cho dù ngày mai sẽ bán nó đi, thì khoảnh khắc này nó vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Bàn tay nhỏ bé của Bắc Cực nắm chặt lấy quần áo của cô, như thể sợ cô chạy mất. Phát hiện cô đã ngủ say, nó lại rón rén rúc vào lòng cô. Tây Thanh nhìn thấy vậy, hung hăng trừng mắt với Bắc Cực. Bắc Cực đã phản bội nó, tự ý thân thiết với nữ nhân xấu xa này,
Điều này khiến nó rất tức giận, nó hờn dỗi quay lưng lại phía họ. Trời tờ mờ sáng, cô đã thức dậy, lại phát hiện hai đứa nhỏ đều không còn trong hang nữa. Cô tự nhủ phải kiên nhẫn, bèn đi ra ngoài tìm kiếm. Không lâu sau, cô đã tìm thấy Bắc Cực với sắc mặt nhợt nhạt. Cô hỏi Bắc Cực, Tây Thanh đâu? Nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lên, nói, anh ba đi tắm suối rồi. Cô không khỏi ngạc nhiên, tối qua Tây Thanh nhất quyết không chịu cho cô tắm nước nóng cho nó, vậy mà sáng sớm đã chạy ra suối tắm nước lạnh, không biết nó đang nghĩ gì nữa. Đúng lúc này, Bắc Cực như không đứng vững nữa, nó đau đớn ngồi xổm xuống đất. Cô vội vàng hỏi, con sao vậy? Bắc Cực rưng rưng nước mắt, nói, mẹ ơi, con có thể sắp chết rồi. Sau khi con chết, người có còn nhớ đến con không? Nó thật sự không cam tâm, mẹ đã thay đổi rồi, nó thật sự rất muốn được ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Nghe nó nói vậy, cô sợ hết hồn, vội vàng hỏi, rốt cuộc con bị sao vậy? Bắc Cực do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nó nắm lấy tay cô, dẫn cô đến chỗ nó vừa mới đi vệ sinh. Cô khó hiểu ngồi xổm xuống nhìn bảo bối của nó. Bắc Cực nhìn cô, nó không ngờ cô lại không hề né tránh bảo bối của nó, cũng không cảm thấy ghê tởm. Nữ nhân xấu xa đã thay đổi rồi, thật sự đã thay đổi rồi. Không biết anh ba có thể nhận ra sự thay đổi của nữ nhân xấu xa hay không? Kiếp này có thể cảm nhận được tình thương của mẹ, con đã mãn nguyện rồi. Mẹ ơi, trong phân của con có run, bụng con hơi khó chịu. Nó nói với vẻ mặt đau đớn, con có run, con sẽ chết mất. Lúc này cô mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thú nhân ở đây đều ăn thịt sống uống nước lã, vì vậy việc trong cơ thể thú nhân có run dường như là chuyện rất bình thường. Cô nắm lấy tay Bắc Cực, nói, đừng sợ, chúng ta đi tìm Oi. Bắc Cực lại lắc đầu, tìm Oi cũng vô dụng. Thú nhân được nếu có thể tu luyện đến thực lực lục tinh thì sẽ không sợ bị bệnh run. Nhưng nếu không may bị bệnh run từ nhỏ, lại không thể sống đến lúc trở thành lục tinh, thú nhân sẽ rất dễ dàng chết đi, đặc biệt là thú nhân con non. Đây là điều mà ai cũng biết trên đại lục thú nhân. Bắc Cực cúi đầu, vẻ mặt buồn bã, có lẽ nó thật sự sắp chết rồi. Đúng lúc này, Tây Thanh tắm suối về, trên người nó đã được tắm rửa sạch sẽ, mái tóc che khuất nửa khuôn mặt, trông thật mát mẻ. Vừa nhìn thấy Bắc Cực tủi thân, Tây Thanh lập tức lao đến, che chắn cho Bắc Cực, hướng về phía Tư Yến gầm gừ, ngươi lại bắt nạt Bắc Cực. Ta sẽ không để ngươi đạt được ý đồ đâu. Nữ nhân xấu xa, Bắc Cực kéo kéo Tây Thanh, kể lại tình hình của mình cho nó nghe. Tây Thanh nghe xong giật mình, anh cả và anh hai đều đã bị bán đi rồi, bây giờ chỉ còn lại nó và em trai. Nó không thể mất đi người em trai này được. Nó vội vàng kéo Bắc Cực đi tìm Oi. Cô đi theo sau hai đứa nhỏ, trên đường đi, không ít thú nhân nhìn sang, nữ nhân kia là ai vậy? Ngửi mùi hương có vẻ giống Tư Yến. Cô ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, da rẻ trông trắng trẻo hơn một chút, nhưng vẫn rất gầy, trông yếu ớt như sắp chết đến nơi vậy, hơn nữa còn rất xấu xí. Tuy xấu xí, nhưng trong bộ lạc tổng cộng chỉ có 7 nữ nhân. Trước đây, bởi vì Tư Yến là thú nhân rắn máu lạnh, lại còn bẩn thỉu, xấu xí, tính tình lại còn xấu, nên không có ai muốn đến gần cô ta. Bây giờ cô ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, mặc dù vẫn xấu xí, nhưng cũng có sức hấp dẫn hơn rồi. Một số thú nhân được bắt đầu nảy sinh ý đồ đen tối. Cô dẫn hai đứa nhỏ đến tìm Oi của bộ lạc Nham Hương. Oi của bộ lạc Nham Hương là một nữ nhân lớn tuổi, tên là Mai Văn, là thú nhân nai sừng tấm đến từ nơi khác. Cô vội vàng tiến lên, nói, Oi, con trai tôi bị bệnh run, chúng tôi đến đây để cầu xin thuốc. Mai Văn nhìn Bắc Cực, lắc đầu tiếc nuối, về đi, bệnh run cô không chữa được. Cô vội la lên, người có thể nghĩ cách nào khác không? Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho con cô, gia thú không thành vấn đề. Tây Thanh và Bắc Cực ngẩng đầu nhìn cô, trong nhà chỉ còn hai tấm gia thú, vẫn là bán anh cả và anh hai mới có được, vậy mà cô ta lại nói gia thú không thành vấn đề. Mai Văn cũng bất đắc dĩ, không phải cô không muốn chữa, mà là bệnh run cô thật sự không chữa được. Cả đại lục thú nhân đều đang bị bệnh run hoành hành, đến nay vẫn chưa nghe nói ai có thể chữa khỏi bệnh run. Muốn chữa khỏi bệnh run, chỉ có thể nhanh chóng đột phá lục tinh. Nhưng, nói đến đây, Mai Văn dừng lại, nhìn Bắc Cực với ánh mắt đầy tiếc nuối, các ngươi về đi. Cô còn muốn tranh thủ, nhưng Bắc Cực lại kéo tay cô, lắc đầu, cúi đầu buồn bã, mẹ, thôi bỏ đi. Cô nghiến răng, nhìn Bắc Cực với ánh mắt đau lòng, con đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách, mẹ sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho con. Bắc Cực gật đầu, nhưng trong lòng lại không ôm hy vọng gì. Tâm trạng của hai đứa nhỏ đều có chút sa sút. Khi rời khỏi hang động của Mai Văn, đi ngang qua trung tâm bộ lạc, đột nhiên một nam thú nhân cao 2 mét lao ra, nói, người đẹp, tôi có thể làm bạn đời của cô được không? Tâm trạng cô đang không tốt,
Nghe thấy lời nói vô lý này, cô lập tức nổi giận, thậm chí còn không thèm nhìn nam thú nhân kia lấy một cái, trực tiếp quát lớn, út. Sau đó, cô kéo Bắc Cực và Tây Thanh chạy nhanh về phía hang động của mình. Ban ngày ban mặt mà dám chạy ra tìm cô làm bạn đời, dũng khí của nam thú nhân thật đáng sợ. Tây Thanh và Bắc Cực ngẩng đầu nhìn cô, cho dù cô có biến mình thành người đầy tàn nhang, vẫn sẽ có nam thú nhân muốn kết đôi với cô. Bắc Cực quay đầu lại nhìn nam thú nhân vừa xuất hiện, hình như là chiến sĩ số 1 của bộ lạc Nham Hương, Thái Sơn. Không thể nào, nhất định là nó nhìn nhầm rồi. Sao Thái Sơn có thể để ý đến mẹ chứ? Tây Thanh mím môi, bỗng nhiên nghĩ đến, sau này nó có thể sẽ có thêm em trai thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5. Sau này, cô có thể sẽ sinh rất nhiều con cho những nam thú nhân khác. Tuy nó không thích cô, nhưng cũng không muốn cô sinh con cho người khác. Trên đường phố của bộ lạc, sau khi chúng cô rời đi, một nam thú nhân sói bạc cao 2 mét đang cúi đầu, vẻ mặt thất vọng. Xét về ngoại hình, anh ta bỏ xa những thú nhân khác của bộ lạc Nham Hương. Nhận ra mình bị nữ nhân từ chối, nam thú nhân gãi đầu, một số thú nhân khác đi tới vỗ vai anh ta. Thái, cậu cũng quá kén cá chọn canh rồi đấy, nữ nhân xấu xí như Tư Yến mà cậu cũng thèm muốn sao? Thú nhân sói bạc Thái không nói gì, có chút thất vọng, nhưng không hề nản lòng, xoay người rời đi. Bắc Cực và Tây Thanh bởi vì chuyện bệnh run mà có chút buồn bã. Nhìn hai đứa nhỏ ủ rũ, cô khẽ nhíu mày. Thời đại cô sống, loại bệnh này đã được giải quyết từ lâu rồi. Cô mơ hồ nhớ rằng, trước đây mình đã từng xem qua một số loại cây có thể trị run. Khi nhìn thấy cái nồi tròn tròn, cô đột nhiên nhớ ra hạt bí ngô có thể trị run. Cô vỗ đầu, có chút hưng phấn, nhưng rồi lại nghĩ đến. Thế giới này không biết có bí ngô hay không. Bình tĩnh lại, cô lập tức tìm hai đứa nhỏ. Cô ngồi xổm trước mặt chúng, vừa hỏi vừa vẽ hình dáng quả bí ngô. Hai đứa nhỏ nhìn quả bí ngô cô vẽ, không khỏi kinh ngạc. Chúng cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bức vẽ của cô. Cô vẽ rất đẹp, cũng rất dễ nhận biết. Tây Thanh cau mày, đột nhiên nói, hình như ở gần con suối có. Cô mừng rỡ, lập tức bảo nó dẫn cô đi. Không bao lâu sau, họ đã đến bên suối. Quả nhiên, trong bụi cỏ có một quả bí ngô. Cô vui mừng khôn xiết, vội vàng hái quả bí ngô chín mọng, quay đầu lại vui mừng nói với hai đứa nhỏ, Bắc Cực được cứu rồi, bí ngô có thể cứu mạng. Tây Thanh vẻ mặt khó tin, ngay cả ô y của bộ lạc cũng không chữa được bệnh, vậy mà cô lại có thể. Nhìn dáng vẻ của chúng, cô không giải thích gì thêm, dẫn chúng quay về hang động. Cô bổ quả bí ngô, lấy hạt bí ngô ra, sau đó rửa sạch, phơi khô. Sau khi phơi khô, cô lại xay thành bột, pha với nước rồi đưa cho Bắc Cực uống. Bắc Cực lo lắng nhìn cô, nó có độc không? Thú nhân chưa bao giờ ăn thứ này. Hạt bí ngô ở thế giới trước kia của cô chỉ là một loại đồ ăn vặt, cô chắc chắn nó không có hại, bèn giục Bắc Cực nhanh uống. Bắc Cực nhận lấy bát nước, không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó, cô lại pha thêm hai bát, một bát đưa cho Tây Thanh, một bát tự mình uống. Ngày nào cũng ăn thịt sống uống nước lã, có gì bẩn thỉu thì cùng nhau tống ra ngoài hết. Tây Thanh thấy cô và Bắc Cực đều uống, nó cũng uống cạn bát nước của mình. Nhìn hai đứa nhỏ uống xong, cô dặn dò, không bao lâu nữa, có thể chúng ta sẽ bị đau bụng và tiêu chảy, có thể sẽ tống ra ngoài rất nhiều run, đây là hiện tượng bình thường, đừng sợ. Khoảng thời gian này, mỗi ngày chúng ta đều uống một bát, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Tuy Bắc Cực đã uống nước bí ngô, nhưng trong lòng nó không tin mình có thể khỏi bệnh, nó miễn cưỡng gật đầu. Cô nói xong liền đi gọt vỏ bí ngô, đồng thời lấy nội tạng của con thú dữ hôm trước ra rửa sạch, định tối nay sẽ cho hai đứa nhỏ ăn bí ngô và thịt khô, để thải độc. Không bao lâu sau, cô cảm thấy đau bụng, ngay cả Tây Thanh và Bắc Cực cũng cảm thấy đau bụng. Sau khi ba người chúng cô cùng nhau đi giải quyết nỗi buồn xong, cả người Bắc Cực có chút suy yếu, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Hạt bí ngô của mẹ hình như có tác dụng, vậy có phải là con sẽ không chết? Ngay cả Tây Thanh cũng cảm thấy khó tin, nữ nhân xấu xa này hóa ra lại là một ô y ẩn giấu. Nhìn hai đứa nhỏ có vẻ hơi kiệt sức, cô cúi đầu suy nghĩ, xem ra thứ này thật sự có tác dụng. Không chỉ hạt bí ngô có thể trị run, mà bản thân quả bí ngô cũng rất ngon, thật sự là cả cây đều là bảo bối. Vì vậy, cô quyết định sẽ trồng bí ngô trong sân. Nếu có thể, cô muốn khai hoang đất đai ở gần đây để trồng bí ngô. Tây Thanh và Bắc Cực nhìn cô khó hiểu, chúng không hiểu trồng trọt là gì, cây ghép là gì. Cô cười bí hiểm, lát nữa các con sẽ biết. Ban đầu, cô muốn để Bắc Cực ở nhà nghỉ ngơi, nhưng nó nhất quyết đòi đi theo xem cô trồng bí ngô. Bất đắc dĩ, cô đành dẫn cả hai đứa nhỏ đi cùng. Đến bên suối, cô cẩn thận đào cây bí ngô lên, sau đó ôm cây bí ngô to lớn với quả bí đã kết trái đi về phía hang động. Trên đường đi, họ gặp phải vài thú nhân,
bọn họ nhìn cô với ánh mắt trêu chọc. Nhưng Tây Thanh và Bắc Cực đều không cười, chúng biết rằng thứ đang được nâng niu trong tay lúc này chính là bảo bối hiếm có. Thứ này có thể trị run, là thần dược hiếm có, những thú nhân ngu ngốc này chẳng hiểu gì cả. Sau khi mang cây bí ngô về, cô tìm một mảnh đất màu mỡ gần hang động, đào một cái hố, rồi trồng cây bí ngô xuống. Tây Thanh ngồi xổm bên cạnh cây bí ngô, nó thật sự có thể sống sao, như vậy là có thể sống sao. Cô nhìn nó, dịu dàng cười, người khác chưa chắc đã trồng sống, nhưng cô nhất định có thể. Cô tự tin nhổ bỏ cỏ dại xung quanh cây bí ngô, sau đó đặt hai tay lên mặt đất bên cạnh cây bí ngô. Tây Thanh và Bắc Cực mở to mắt, chúng nhìn thấy trong tay cô có một chút ánh sáng màu xanh lục. Tiếp đó, cây bí ngô dường như trở nên tràn đầy sức sống hơn, thậm chí có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cây bí ngô đang phát triển nhanh chóng, thậm chí một số quả bí ngô lớn đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Bắc Cực há to miệng, kinh ngạc nhìn cô, sức mạnh của mẹ thật lợi hại. Mẹ còn có thể điều khiển thực vật, chẳng lẽ mẹ là tế ti sao? Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của chúng, cô lúc này mới phản ứng lại, suýt. Đây là bí mật của mẹ chỉ nói cho các con biết thôi, nhất định phải giữ bí mật cho mẹ đấy. Tây Thanh và Bắc Cực cảm thấy đây tuyệt đối là chuyện quan trọng, nghiêm túc gật đầu. Cô xoa đầu hai đứa nhỏ, thật ngoan. Nghĩ đến thời cổ đại, người ta dùng hàng rào để khoanh vùng đất đai, cô cảm thấy ở đây cũng có thể áp dụng, ruộng vườn tốt nhất nên được rào lại. Thức ăn tươi ngon, môi trường mộc mạc, giản dị, lại còn có đất đai có thể tùy ý mở rộng, cuộc sống như vậy thật là tuyệt vời. Cô vòng tay ôm lấy mảnh đất nhỏ bé của mình, nghĩ đến những việc mình cần làm, trong lòng tràn đầy mong đợi. Ăn cơm xong, cô bắt đầu dùng cỏ lau đã được xử lý để đan chiếu. Tây Thanh liếc nhìn cô, lại nhìn tấm thảm cỏ trải trên giường, rồi lại nhìn sang Bắc Cực, sắc mặt nó đột nhiên trở nên khó coi. Chẳng lẽ nữ nhân này không muốn cho chúng cô ngủ trên giường, nên mới trải thảm cỏ cho chúng cô nằm dưới đất sao? Giấc mơ được ngủ cùng mẹ hiền như hoa phù dung sớm nở tối tàn, quả nhiên thú nhân rắn trời sinh đã không được mẹ yêu thương, hơi ấm trong mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Tây Thanh mím chặt môi, quay mặt đi, nó đang tức giận. Nó đang tức giận điều gì? Rõ ràng có một tấm thảm cỏ trải dưới đất còn tốt hơn nhiều so với việc nằm ngủ trực tiếp trên đất trước đây, nó nên biết đủ rồi. Hai đứa nhỏ không nói gì, im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, cô cũng đan xong tấm chiếu cỏ. Cô cười nhìn hai đứa nhỏ, bảo chúng giúp một tay. Bắc Cực lập tức đứng dậy, nhìn thấy Tây Thanh vẫn ngồi im, nó liền kéo nó một cái. Tây Thanh lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy. Cô đưa một cây đuốc cho Tây Thanh, sắc mặt Tây Thanh trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, nó vội vàng lùi lại, trực tiếp dựa sát vào vách hang. Cô giật mình trước phản ứng của Tây Thanh, Bắc Cực vội vàng nhận lấy cây đuốc. Mẹ muốn làm gì? Cô khó hiểu trước phản ứng của hai đứa nhỏ, mẹ chỉ cần một chút ánh sáng, con giúp mẹ cầm đuốc là được. Bắc Cực nhận ra Tư Yến không có ác ý, lúc này mới gật đầu. Cô nhìn phản ứng của chúng, cảm giác như mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Sau đó, cô cầm tấm chiếu cỏ đi ra cửa hang. Trên hang động đã được đục sẵn hai lỗ nhỏ, cô cố định hai chiếc răng nanh vào, sau đó dùng dây cỏ buộc tấm chiếu treo lên. Tây Thanh có chút sợ lửa, nó trốn rất xa, nhưng khi nhìn thấy tấm chiếu cỏ được treo lên, nó và Bắc Cực lại lần nữa nhìn nhau. Tấm chiếu này hình như không phải để cho chúng ngủ. Nữ nhân xấu xa này đang làm đồ che gió. Cô rất hài lòng với tấm chiếu cỏ, bèn giải thích cho hai đứa nhỏ, sau này khi nào cần dùng thì chúng ta sẽ thả tấm chiếu xuống, khi nào cần thông gió thì chúng ta sẽ treo nó lên như thế này. Các con hiểu chưa? Bắc Cực hưng phấn gật đầu lia lịa. Tây Thanh lại đột nhiên hỏi, trước đây sao mẹ không làm như vậy? Lời Tây Thanh vừa dứt, không khí dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Hành vi của cô trước đây có chút điên rồ, lại còn sợ rắn, đối xử với chúng lúc thì đánh, lúc thì mắng, vừa đen vừa xấu vừa bẩn vừa điên, vậy mà mấy đứa nhỏ này lại rất mê luyến cô. Cho đến khi cô làm Tây Thanh bị thương, hủy hoại khuôn mặt của nó, cho đến khi cô bán đi con của mình chỉ để đổi lấy hai tấm da thú, trái tim của bốn đứa nhỏ mới hoàn toàn nguội lạnh. Từ đó về sau, chúng chôn vùi hình bóng người mẹ tốt đẹp nhất trong lòng, từ nay về sau, người phụ nữ này chỉ là một nữ nhân xấu xa, chỉ vậy mà thôi. Bắc Cực nhạy cảm nhận thấy bầu không khí không đúng, lập tức trách mắng Tây Thanh, môi trường ấm áp, mềm mại như vậy chẳng phải là điều chúng ta hằng mong ước sao? Nhỡ đâu người mẹ dịu dàng này lại biến mất thì sao? Nhỡ đâu người mẹ điên rồ trước kia lại quay về thì sao? Cô từ từ thả tấm chiếu cỏ xuống, không khí trong hang động trở nên căng thẳng. Cô hít một hơi thật sâu, Bắc Cực, Tây Thanh, đi ngủ thôi. Cô không thể nói với chúng rằng mẹ của các con đã chết rồi, bây giờ cô không phải là mẹ ruột của các con. Cô không thể nói ra, nên có những chuyện chỉ có thể dùng hành động để chứng minh. Tuy thời gian ở chung không dài,
nhưng hai đứa nhỏ này, cô thật lòng đã chấp nhận và yêu thương chúng. Những tổn thương mà chúng từng phải chịu đựng, cô sẽ cố gắng từng chút một để chữa lành cho chúng. Bắc Cực rất phối hợp, vui vẻ chui vào trong chăn. Tây Thanh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hôm qua nó đã từ chối ngủ trên giường, cho nên bây giờ nó vẫn còn đang trong trạng thái lúng túng. Cô nhìn Tây Thanh đang đứng im tại chỗ, con có lên giường ngủ không? Đứa nhỏ này khác với Bắc Cực, nó dường như căm hận cô hơn. Quả nhiên, Tây Thanh lạnh lùng nói, con ngủ dưới đất. Tây Thanh nhìn cô cũng nhìn nó. Hai người, một lớn một nhỏ, nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Tây Thanh mím môi, vẻ mặt vô cùng khó xử. Cô cũng không muốn làm người tốt bị từ chối, không ngủ thì thôi, không ngủ thì thôi, con cứ ngủ dưới đất đi. Tây Thanh có chút tức giận co rúm người lại trong góc đất, trong lòng có chút hối hận, nghiến răng nghiến lợi không muốn nhượng bộ. Nửa đêm, cô vẫn xuống giường, ôm Tây Thanh lên giường. Đứa nhỏ ngủ say trông thật đáng yêu. Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ cứng đầu, tính tình thật là. Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, lại phát hiện hôm nay hai đứa nhỏ đều đang đợi cô. Chúng cúi đầu, vẻ mặt bối rối, hai má đỏ bừng. Cuối cùng, Bắc Cực cũng lên tiếng, mẹ, có thể cho con thêm một ít hạt bí ngô được không? Cô đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Lần trước chúng lấy trộm thịt kho, còn có lần này là hạt bí ngô, rất có thể là mang đi cho anh cả và anh hai. Thực ra, sau khi nguyên chủ bán Đông Xích và Nam Mạc đi, cuộc sống của chúng không tốt lắm, chỉ là nhờ có Tây Thanh và Bắc Cực giúp đỡ mới miễn cưỡng sống sót được. Nghĩ vậy, cô lập tức tìm một chiếc lá, gói hạt bí ngô vào, sau đó lại gói thêm một miếng bí ngô hấp chín. Vừa nhận được đồ, Tây Thanh và Bắc Cực liền vội vàng chạy đi. Chúng đi qua từng hang động một, trong hang động truyền đến những âm thanh hỗn tạp, khó nghe. Đi ngang qua một hang động mở toang cửa, có thể nhìn thấy 5-6 nam thú nhân và một nữ thú nhân đang tập thể dục với nhau. Bộ lạc Nham Hương tổng cộng chỉ có 17 nữ nhân, hầu như hang động của nữ nhân nào cũng náo nhiệt như vậy, chỉ có hang động của cô là độc nhất vô nhị, không có nam nhân. Xét về điểm này, cô còn tốt hơn những nữ nhân khác. Tây Thanh và Bắc Cực đi vòng qua mấy hang động, cuối cùng cũng đến hang động của Hùng Nhu. Lần trước, Đông Xích và Nam Mạc chính là bị cô bán cho Hùng Nhu để lấy hai tấm da thú. Hùng Nhu là một nữ thú nhân có đến mười mấy bạn đời là thú nhân đực, nhưng cô ta chỉ sinh một lứa thú con, chính là 4 con gấu con đã trộm thịt kho của Hùng Nại hôm trước. Hùng Nhu không thích thú nhân rắn máu lạnh, thậm chí còn thích bắt nạt họ. Cô ta dùng hai tấm da thú để đổi lấy Đông Xích và Nam Mạc, chính là vì muốn bắt nạt họ. Đông Xích và Nam Mạc bị bán cho Hùng Nhu làm nô lệ. Hùng Nhu gần như không cho họ ăn uống gì, còn bắt họ làm việc quần quật cả ngày, thậm chí đến thời gian tự mình đi kiếm ăn cũng không có, thường xuyên phải chịu đói. Nô lệ không có quyền sống, nếu không phải Tây Thanh và Bắc Cực thường xuyên giúp đỡ, e rằng họ đã chết đói từ lâu rồi. Đông Xích và Nam Mạc bị bán đi, càng căm hận cô hơn cả Tây Thanh và Bắc Cực. Bắc Cực giải thích đơn giản về hạt bí ngô cho hai người anh. Tây Thanh dùng bát dừa pha một bát nước hạt bí ngô đưa cho Đông Xích. Đông Xích cau mày, vẻ mặt đầy ngờ vực và chán ghét. Đây thật sự là do nữ nhân xấu xa kia đưa sao? Tây Thanh lạnh lùng đứng một bên. Nó nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi cô bán Đông Xích và Nam Mạc đi, Đông Xích đã cầu xin cô như thế nào. Nó cầu xin cô đừng bán nó đi. Nam Mạc không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư a a, nước mắt giàn giụa. Nhưng dù họ có cầu xin thế nào, cô vẫn bán chúng đi. Nó nhớ trái tim tan nát của Đông Xích và Nam Mạc, cũng nhớ vẻ mặt đau buồn của nó và Bắc Cực khi chứng kiến cảnh tượng đó. Bắc Cực hiển nhiên cũng nhớ tới ngày hôm đó, trái tim nó khẽ thắt lại, cắn nhẹ môi, sau đó khuyên nhủ, anh cả, hạt bí ngô này em và Tây Thanh đều đã ăn rồi, thật sự có tác dụng. Đông Xích lạnh lùng hất bát hạt bí ngô sang một bên, kiên quyết không chịu ăn. Bắc Cực cầm bát hạt bí ngô, lo lắng đứng bên cạnh. Nam Mạc đứng một bên, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Không biết có phải do lúc sinh chúng ra, thân thể cô không tốt hay không, mà Nam Mạc từ nhỏ đã có vấn đề về sức khỏe, nó không thể nói được. Tây Thanh bình tĩnh nhìn hai người anh, im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng giúp Bắc Cực, hạt bí ngô này rất quý giá, uống đi, nếu không bụng sẽ đau đấy. Tuy nhiên, Đông Xích và Nam Mạc rất kiên quyết với thái độ của mình đối với hạt bí ngô. Dù Bắc Cực và Tây Thanh có cố gắng thế nào, Đông Xích và Nam Mạc vẫn không hề lay động. Bắc Cực bất đắc dĩ đành phải bỏ cuộc, lại lấy bí ngô ra. Lần này, để Đông Xích và Nam Mạc có thể chấp nhận, nó đã cố ý nói dối rằng món ăn này không liên quan gì đến cô. Đông Xích và Nam Mạc đang đói bụng, lúc này mới ăn ngấu nghiến. Bí ngô hấp chín có vị ngọt nhẹ, Đông Xích và Nam Mạc bị hương vị thơm ngon chinh phục, ăn sạch sẽ không còn một miếng nào. Đúng lúc này, Hùng Nhu nghe thấy động tĩnh, liền đi tới. Hùng Nhu và Hùng Nại là chị em, Hùng Nại tính tình thô lỗ,
còn Hùng Nhu là nữ thú nhân nổi tiếng xấu tính trong bộ lạc. Cô ta không chỉ nhìn thấy Đông Xích và Nam Mạc, mà còn nhìn thấy Tây Thanh và Bắc Cực. Tây Thanh và Bắc Cực cảnh giác nhìn cô ta. Hùng Nhu di chuyển thân hình béo ú của mình, cười khẩy, các ngươi lại đến giúp đỡ Đông Xích và Nam Mạc sao? Tình cảm anh em của các ngươi thật tốt, hay là thế này đi, ta mua luôn cả các ngươi, để các ngươi làm bạn với Đông Xích và Nam Mạc. Hùng Nhu biết mấy đứa con cưng của cô ta vì chuyện của nhà Tư Yến mà phải chịu ấm ức. Đám thú nhân rắn máu lạnh chết tiệt, đáng lẽ phải ném vào rừng cho dã thú ăn thịt. Tây Thanh là người đầu tiên đứng ra, nó xông lên phía trước, tức giận trừng mắt nhìn Hùng Nhu, che khuất tầm nhìn của cô ta. Hùng Nhu giơ móng vuốt to lớn lên, tát mạnh vào người Tây Thanh. Tây Thanh yếu ớt lập tức bị đánh bay sang một bên. Dám dùng ánh mắt đó nhìn ta sao? Đồ thú nhân rắn máu lạnh bẩn thỉu, xấu xí, đáng lẽ phải chết đi. Bắc Cực vội vàng chạy về phía Tây Thanh, nhưng lúc này, trên đường xuất hiện rất nhiều thú nhân đực, chặn đường nó lại. Đó là bạn đời của Hùng Nhu. Ngay khi bọn họ định bắt lấy mấy đứa nhỏ, Hùng Nại ở cách vách nghe thấy động tĩnh, liền đi ra xem thử. Nhìn thấy một đám thú nhân trưởng thành đang bắt nạt bốn đứa con của Tư Yến, Hùng Nại cảm thấy có gì đó không ổn. Lần trước, nó đã vu oan cho Tây Thanh và Bắc Cực ăn trộm thịt kho của nhà Hùng Nhu, sau đó đánh không lại cô, bị ép phải xin lỗi. Sau khi trở về nhà, Hùng Nại càng nghĩ càng cảm thấy mình đã sai. Nghĩ đến người phụ nữ yếu đuối như cô mà cũng có thể ra sức bảo vệ con của mình như vậy, Hùng Nại bắt đầu có cái nhìn khác về cô, cảm thấy cô là một nữ thú nhân không tệ. Nghĩ vậy, nó liền vội vàng chạy đi, không hay rồi, không hay rồi, Tư Yến, con của cô bị đánh rồi. Nghe thấy tiếng động, cô vội vàng chạy ra khỏi hang. Chỉ thấy Hùng Nại thở hổn hển đứng trước cửa hang, Tây Thanh và Bắc Cực mang đồ ăn cho hai đứa nhỏ kia, bị Hùng Nhu nhìn thấy. Hùng Nhu là người nhỏ nhen, nhất định là nhớ đến chuyện của con trai cô ta, nên muốn trả thù cô mau đi nhanh đi. Hùng Nại còn chưa dứt lời, cô đã chạy mất dạng. Đợi đến khi cô chạy tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô tức giận đến mức suýt chút nữa bốc hỏa. Hơn 10 tên thú nhân trưởng thành đang vây đánh bốn đứa con của cô. Đó là con của cô đấy. Cô cố hết sức chen vào giữa đám thú nhân, gầm lên giận dữ, tránh ra. Các người muốn gì, còn ra thể thống gì nữa. Trong mơ, cô không hề bán chúng đi, cô đối xử rất tốt với bốn đứa con của mình. Cô cười với chúng, ôm chúng, còn làm đồ ăn ngon cho chúng. Cho đến một ngày, Đông Xích bị đánh gãy tay, chúng liều mạng chống trả. Đột nhiên có một bóng người che chắn trước mặt chúng. Một mình chặn hết tất cả thú nhân, giống như thần linh bảo vệ chúng, khiến trái tim chúng rung động. Chúng không hiểu, rõ ràng là nữ nhân xấu xa kia đã bán chúng đi, tại sao bây giờ lại cứu chúng. Đông Xích và Nam Mạc nhớ rất rõ ngày hôm đó, khi bị cô bán đi, Đông Xích đã cầu xin cô như thế nào, nó cầu xin cô đừng bán nó đi. Nam Mạc không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư a a, nước mắt giàn giụa. Nhưng dù họ có cầu xin thế nào, cô vẫn bán họ đi. Chúng nhớ trái tim tan nát của anh cả và anh hai, cũng nhớ vẻ mặt đau buồn của Tây Thanh và Bắc Cực khi chứng kiến cảnh tượng đó. Chúng mím chặt môi, không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Cô xuyên không đến đây, không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cố gắng hết sức đối xử tốt với bốn đứa nhỏ này, tốt hơn nữa. Cô tức giận quát lớn đám thú nhân trước mặt. Hùng Nhu lại ung dung lấy ra khế ước nô lệ của mấy đứa nhỏ. Nhìn dòng chữ trên đó, cô nhíu mày. Nguyên chủ rốt cuộc đã điên đến mức nào mới có thể nhẫn tâm bán con của mình đi như vậy. Lúc này, Hùng Nhu càng thêm đắc ý, con của tôi là nô lệ của cô, cả đời này cũng không thay đổi được. Cô nhìn tấm thẻ gỗ trong tay, cười lạnh, chưa chắc. Sau đó, đầu ngón tay cô khẽ lóe lên một tia sáng màu xanh lục, bao phủ lấy dòng chữ trên tấm thẻ gỗ. Khi Hùng Nhu lại gần, dòng chữ trên tấm thẻ gỗ đã thay đổi. Cô ta giật lấy tấm thẻ gỗ, trừng to hai mắt, đầu óc trống rỗng, không thể nào, đây rõ ràng là khế ước nô lệ mà. Cô ta nhìn cô, lại nhìn tấm thẻ gỗ, tức giận chỉ vào cô, chắc chắn là cô giở trò quỷ. Sau đó, cô ta gào lên, quái vật, Tư Yến là quái vật. Mãi đến khi tộc trưởng và Oi xuất hiện, Hùng Nhu mới trả lại mấy đứa nhỏ cho cô. Khi dẫn mấy đứa nhỏ rời đi, cô tiện tay nhét túi muối của nhà cô ta vào không gian. Phải biết rằng, muối của thú nhân rất hiếm có, những tổn thương mà mấy đứa nhỏ phải chịu đựng, cô nhất định phải trả lại gấp bội. Trở về hang động, Oi cũng đi theo. Cô ấy nhìn mấy đứa nhỏ, vẻ mặt đầy tiếc nuối, Tư Yến, Đông Xích bị thương rất nặng, tay bị gãy, không được chăm sóc cẩn thận, e rằng sẽ bị tật. Lúc nãy đánh nhau, chân cũng bị gãy, ta cũng không giúp được gì nhiều. Nói xong, cô ấy đưa túi thuốc trong tay cho cô, thở dài, cả tay lẫn chân đều bị gãy, đứa nhỏ này coi như hỏng rồi. Sắc mặt cô lập tức trở nên lạnh lùng.
cô tiễn Oi ra về, sau đó đưa hai tấm da thú cuối cùng trong nhà cô ấy để đổi lấy thuốc trị thương cho mấy đứa nhỏ. Trở lại hang động, cô lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá hai đứa nhỏ còn lại. Nhận thấy Nam Mạc dường như đang trốn tránh cô ân cần hỏi, các con có thể tự đứng dậy được không? Một đứa nhỏ cảnh giác nhìn cô, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng. Tây Thanh phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, đứng dậy định quay về, đột nhiên nó nhíu mày, cô đã đưa chúng tôi ra khỏi đó bằng cách nào vậy? Rõ ràng nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng lại không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô cười cười, không định giải thích. Trộm muối nhà người ta, sửa đổi khế ước nô lệ, đảo ngược trắng đen, cô không làm chuyện gì tốt đẹp cả. Mấy đứa nhỏ bình an trở về là tốt rồi. Chúng dìu nhau đứng dậy, Đông Xích đau đến mức mặt mày tái nhợt. Cô ngồi xổm xuống, bế Đông Xích lên, sau đó để Nam Mạc leo lên lưng. Chúng lập tức ngây người. Đông Xích phản ứng lại, vùng vẫy muốn thoát ra, trừng mắt nhìn cô, tôi không cần cô bế. Nữ nhân xấu xa, bỏ cô ra. Dù cô có ôm chặt thế nào, Đông Xích cũng không chịu bỏ cuộc. Nó đột nhiên há miệng cắn vào tay cô một cái. Nhìn dấu răng trên tay, cô hung hăng đánh vào mông nó một cái. Ai ngờ Đông Xích lại ngất xỉu. Nó bị thương quá nặng. Cô đau lòng không thôi, vội vàng ôm Đông Xích chạy về hang động. Chuyện lấy lòng mấy đứa nhỏ này không thể vội vàng được. Hơn nữa bây giờ chúng đang oán hận cô hoàn toàn có thể hiểu được. Cô cẩn thận kiểm tra lại vết thương cho bốn đứa nhỏ một lần nữa. Quả nhiên, vết thương của Đông Xích là nặng nhất, tiếp theo là Nam Mạc, còn Tây Thanh và Bắc Cực chỉ bị thương ngoài da. Mặc dù chúng không phải là con ruột của cô, nhưng cô lại cảm thấy chúng như máu mủ của mình. Nhìn thấy chúng bị thương, trái tim cô như bị ai đó bó chặt. Vết thương của Nam Mạc, Tây Thanh và Bắc Cực khá dễ xử lý, cô trực tiếp bôi thuốc của Oi cho chúng, sau đó bế Đông Xích lên giường. Sau khi bôi thuốc cho Đông Xích xong, cô tìm một miếng gỗ, dùng dây cỏ cố định xương chân cho nó. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của Đông Xích, cô biết tình hình của nó rất nghiêm trọng. Chỉ dựa vào khả năng tự hồi phục của nó chắc chắn là không được, cô phải dùng mộc hệ dị năng. Cô lập tức bảo mấy đứa nhỏ kéo rèm lại. Chuyện này nhất định không thể để người khác phát hiện ra. Bắc Cực không nói hai lời, lập tức kéo rèm lại. Có tấm rèm che chắn, cô không còn kiêng dè nữa, hai tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ xương chân bị gãy của Đông Xích. Mộc hệ dị năng màu xanh lục từ từ lan tỏa ra, từ từ chữa lành vết thương cho Đông Xích. Ba đứa nhỏ đứng bên cạnh, chăm chú nhìn. Bắc Cực nhìn cô bận rộn, lại nhìn ba người anh em trong hang động, trong lòng dần ấm áp. Một cảm giác kỳ diệu, giống như giấc mơ vậy. Nước mắt lưng tròng, nó quay đầu nhìn Tây Thanh, anh ba, giấc mơ của em hình như thành hiện thực rồi. Tây Thanh cúi đầu, không nói gì, Bắc Cực lại nghẹn ngào nói, em mơ thấy mẹ đối xử tốt với chúng ta, em mơ thấy mẹ đón anh cả và anh hai về, em mơ thấy chúng ta được mẹ ôm vào lòng. Giọng nó càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nói nên lời. Tây Thanh im lặng. Những giấc mơ đó, không chỉ Bắc Cực mơ thấy, nó cũng mơ thấy. Thú nhân rắn vốn không được mọi người yêu thích, thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng không yêu thương chúng, nhưng thú thần lại ban cho thú nhân rắn sự lệ thuộc bẩm sinh vào mẹ. Chúng quá lệ thuộc vào mẹ, quá khát khao hơi ấm từ vòng tay của mẹ, cho nên mới thất vọng và tức giận như vậy. Nghĩ đến đây, Tây Thanh vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, nhớ đến trận hỏa hoạn năm đó, nó tức giận nghiến răng, ta sẽ không tha thứ cho bà ta. Tây Thanh lại một lần nữa nói ra câu này, nhưng lần này lại dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi chữa trị xong, cô liên tục lau người cho Đông Xích, cuối cùng cũng trải qua một đêm. Giai đoạn nguy hiểm của Đông Xích cũng đã qua. Cô mệt mỏi rã rời, nằm gục xuống bàn đá ngủ thiếp đi. Đông Xích từ từ mở mắt ra, nó mím chặt môi, nước mắt lưng tròng. Lần này tỉnh lại, nó ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào. Thì ra là Bắc Cực đang nấu canh khoai lang, lại còn giống hệt cách cô làm trước đây. Uống bát canh khoai lang do Bắc Cực nấu, lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc này, ở nhà tộc trưởng lại là một khung cảnh khác. Một nam thú nhân sói đen quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Tộc trưởng, không hay rồi, thánh hỏa bị dập tắt rồi. Tộc trưởng giật mình lùi lại hai bước. Lửa đối với thú nhân là thứ thiêng liêng và uy nghiêm. Rất lâu về trước, tộc trưởng đời trước của bộ lạc Nham Hương đã cẩn thận thỉnh ngọn lửa thần thánh từ vạn thú thành về, đồng thời học được một số phương pháp sử dụng lửa. Kể từ đó, chỉ có tộc trưởng mới biết cách khống chế lửa, truyền từ đời này sang đời khác. Trong bộ lạc Nham Hương, không có thú nhân nào khác có thể khống chế lửa, ngay cả tộc trưởng cũng chỉ có thể thỉnh thoảng mượn lửa từ thánh hỏa. Bọn họ trời sinh đã sợ hãi ngọn lửa. Thánh hỏa trong lòng thú nhân bộ lạc Nham Hương là tinh thần bất diệt, là thứ thiết yếu cho sự sinh tồn. Tộc trưởng nhìn Thái Sơn, lẩm bẩm tự nói, năm đó, khi ta đến vạn thú thành thỉnh thánh hỏa,
Đại tế ti của Vạn Thú Thành đã tiên đoán rằng thánh hỏa có thể bảo vệ bộ lạc chúng ta đời đời thịnh vượng. Nếu thánh hỏa bị dập tắt, không thể thắp sáng lại trong vòng một ngày, bộ lạc chúng ta sẽ bị diệt vong. Tộc trưởng trong nháy mắt như già đi rất nhiều, ông ta run rẩy bước tới, nhưng trong bộ lạc chúng ta không có thú nhân nào biết cách nhóm lửa. Cậu bé từ năm 3 tuổi đã có thể điều khiển tất cả động vật bị nguyền rủa ở Vạn Thú Thành. Tất cả động vật bị nguyền rủa đều sẽ sinh ra sự lệ thuộc vào cậu. Cha cậu nói, chỉ có như vậy mới có thể có được thứ mình muốn. Nhưng mẹ cậu lại không thích điều đó, vì vậy bà liên tục hành hạ cậu, thậm chí còn bán cậu đi. Từ đó về sau, ngày nào cậu cũng phải chịu đựng sự tra tấn, không bao giờ hé miệng nói chuyện nữa. Điều duy nhất khiến cậu vui mừng là hai đứa em trai mỗi ngày đều đến thăm cậu. Chỉ khi ở bên cạnh bốn anh em, cậu mới cảm thấy mình không phải là người cô độc. Những ngày sau đó, cậu và anh cả sống lay lắt qua ngày, cho đến một ngày, anh cả bị đánh gãy chân. Họ liều mạng chống trả, nhưng vẫn không địch nổi sự vây đánh của những thú nhân khác. Hai đứa nhỏ nằm thoi thóp trên mặt đất, nghĩ rằng cuộc đời bi thảm của mình đã kết thúc. Chỉ tiếc là không được gặp mẹ lần cuối. Họ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cơn đau trên người đột nhiên biến mất. Một bóng người che chắn trước mặt họ, chặn đứng tất cả các cuộc tấn công. Là mẹ của họ. Là mẹ đến cứu họ. Nhìn bóng dáng trước mặt, họ vô cùng bối rối. Rõ ràng là mẹ không cần họ, còn bán anh cả và anh hai đi, tại sao bây giờ lại cứu họ? Họ không muốn tha thứ cho người mẹ xấu xa đó. Nhưng người mẹ xấu xa đó không chỉ cứu họ, còn xé bỏ khế ước nô lệ của họ, cuối cùng còn chữa khỏi chân gãy cho anh cả. Hình như họ đã có cái nhìn khác về người mẹ xấu xa này rồi, muốn thân cận nhưng lại sợ bị tổn thương thêm một lần nữa. Họ không dám tin, người mẹ xấu xa trước mắt thật sự đã thay đổi rồi. Còn cô không biết những điều này. Cô chỉ biết rằng họ là con của nguyên chủ, cô phải bảo vệ họ thật tốt. Đột nhiên, một tiếng sói tru vang lên. Bắc Cực Hớt Hải chạy về, mẹ ơi, thánh hỏa của bộ lạc bị dập tắt rồi. Tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người, tìm cách thắp lại thánh hỏa. Ba đứa nhỏ đồng thời nhìn cô. Họ biết cô có khả năng nhóm lửa, cô có thể thắp lại thánh hỏa. Nhưng chuyện này quá lớn, cho nên họ mới không nói ra ngoài. Cô ngẩn người ra, Bắc Cực lại tiếp tục giải thích. Thú nhân trong bộ lạc không biết cách nhóm lửa. Thánh hỏa là nguồn lửa duy nhất của bộ lạc Nham Hương, bình thường đều do dũng sĩ của bộ lạc thay phiên canh giữ, bảo vệ nó cháy mãi không bao giờ tắt. Trên thực tế, trong bộ lạc, chỉ có những sự kiện quan trọng mới dùng đến thánh hỏa. Nghe đến đây, cô mới hiểu ra. Nền văn minh của thời đại này vẫn chưa phát triển đến mức muốn có lửa là có thể có được. Trong bộ lạc chỉ có một ngọn lửa, khi nào cần dùng lửa mới đến đó lấy lửa. Mà bây giờ, ngọn lửa đó đã bị dập tắt. Bên ngoài liên tục vang lên tiếng sói tru, tâm trạng của mọi người cũng trở nên căng thẳng. Hùng Nại thở hổn hển chạy đến trước hang động, Tư Yến, cô đang làm gì vậy? Tộc trưởng triệu tập mọi người, nữ nhân cũng phải đến đó. Cô lập tức bỏ cái gáo trong tay xuống, liếc nhìn Nam Mạc đang trốn trong góc, sau đó đi theo Hùng Nại ra khỏi hang động. Bên ngoài hang động rất náo nhiệt. Tin tức thánh hỏa bị dập tắt đã lan truyền khắp bộ lạc Nham Hương, cả bộ lạc chìm trong bầu không khí u ám. Hùng Nại nhỏ giọng nói, thánh hỏa là linh hồn của mọi người, thánh hỏa bị dập tắt, mọi người như mất đi linh hồn vậy. Cô không hiểu lắm. Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Hùng Nại chậm rãi giải thích, thánh hỏa là ân tứ của thú thần đại nhân, đại tế ti của Vạn Thú Thành nói rằng, có thánh hỏa, con cái của chúng ta mới có thể khỏe mạnh lớn lên, có thánh hỏa che chở, bộ lạc mới có thể trường tồn. Sau khi thánh hỏa bị dập tắt, bộ lạc sẽ đi đến diệt vong. Cô cười bất lực, nói cho cùng, lửa cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Hùng Nại đột nhiên sốt ruột, cô đang nói nhăng nói cuội gì vậy, thánh hỏa là thứ thiêng liêng nhất. Bây giờ cô vẫn còn điên điên khùng khùng, đầu óc không tỉnh táo sao. Cô liếc nhìn cô ta một cái, sau đó đi đến nơi tập trung của mọi người. Bộ lạc Nham Hương có hơn 400 nam thú nhân, lúc này đã có hơn một nửa số người có mặt, còn có những nam thú nhân khác đang lần lượt đến. Nữ thú nhân có 17 người, hầu như ai cũng được nam thú nhân vây quanh, ngay cả Hùng Nại cũng vậy. Vừa đến nơi, cô ta đã bị mấy nam thú nhân vây lấy. Chỉ có mình cô đứng lẻ loi một mình. Là một nữ thú nhân, điều này có vẻ rất đặc biệt. Tộc trưởng nhìn nam thú nhân sói bạc bên cạnh, sau đó nhìn theo ánh mắt của hắn nhìn cô. Ông ấy đã nghe nói Thái Sơn đang theo đuổi cô. Trong bộ lạc vốn không có nhiều thú nhân, nam thú nhân mạnh nhất, đẹp trai nhất theo đuổi nữ thú nhân xấu xí nhất, bị ghét bỏ nhất, kết quả còn bị từ chối. Câu chuyện như vậy, không ai là không thích nghe. Vì vậy, sau khi Thái Sơn tỏ tình với cô bị từ chối, tin tức này đã lan truyền khắp bộ lạc Nham Hương. Cô sống ở một góc khuất trong bộ lạc, là một sự tồn tại đặc biệt. Rõ ràng là một nữ thú nhân,
lại có thể sinh con. Nhưng cô vừa đen vừa gốm, lại còn rất xấu xí, từ trước đến nay chưa từng có nam thú nhân nào bằng lòng lấy cô. Bộ lạc vẫn luôn nuôi nấng cô, nhưng cũng rất khinh thường cô. Cũng có rất nhiều thú nhân ghét bỏ con cái của cô. Chỉ là dạo gần đây, cô dường như có chút thay đổi, bắt đầu thực hiện trách nhiệm của một người mẹ, vì con mà chạy đôn chạy đáo, còn đón Đông Xích và Nam Mạc về nhà. Ngay cả tộc trưởng cũng có cái nhìn khác về cô. Thái Sơn là nam thú nhân duy nhất thức tỉnh huyết mạch dị năng trong vòng trăm năm trở lại đây của bộ lạc Nham Hương. Là hy vọng của bộ lạc Nham Hương, bạn đời của hắn tuyệt đối không thể qua loa lấy đại. Tộc trưởng đánh giá cô một lượt, sau đó nhìn sang Hùng Nại. So với cô, tộc trưởng cảm thấy Hùng Nại thích hợp với Thái Sơn hơn. Lúc này, Thái Sơn lại chủ động bước đến sau lưng cô. Điều này khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Cô quay đầu lại nhìn nam thú nhân sói bạc trước mặt, có chuyện gì vậy? Hắn nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, tôi là Thái Sơn, tôi không có bạn đời, tôi được tộc trưởng phái đến để bảo vệ cô. Tộc trưởng, ông ấy chưa từng ra lệnh như vậy. Lúc đó, khi Thái Sơn tỏ tình với cô đang lo lắng cho bệnh tình của Bắc Cực, lại cảm thấy tục lệ tỏ tình trực tiếp này thật đáng sợ, cho nên cũng không thèm nhìn xem người tỏ tình là ai đã trực tiếp từ chối. Đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên cô gặp Thái Sơn. Cô lặng lẽ nhìn nam thú nhân tóc bạc trước mặt, sau đó nhìn sang những nữ thú nhân đang được vây quanh bởi nam thú nhân, nghĩ rằng đây có lẽ là quy củ nào đó của bộ lạc mà cô không biết. Nghĩ một lúc, cô liền chấp nhận chuyện này. Cô không biết là, lúc này, tất cả nữ thú nhân trong bộ lạc Nham Hương đều đang vô cùng tức giận. Hùng Nhu đứng một bên, trừng mắt nhìn cô. Trước đây, cô ta cũng từng tỏ tình với Thái Sơn, nhưng Thái Sơn đã từ chối tất cả bọn họ. Ban đầu, cô ta còn tưởng rằng hắn muốn tập trung tu luyện, nhưng bây giờ, hắn lại chủ động đứng sau lưng một nữ thú nhân, hơn nữa nữ thú nhân đó còn là kẻ thù của hắn. Hùng Nhu tức giận cắn một miếng thịt, vừa nhai vừa mắng, chắc chắn là cô đã trộm muối của tôi nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Cô trừng mắt nhìn cô ta một cái, cảnh cáo, nếu con heo béo này còn dám bắt nạt con của cô sẽ cho cô ta đẹp mặt. Tộc trưởng đứng trước mặt mọi người, nói về chuyện thánh hỏa. Mặc dù trên đường đến đây, mọi người cũng đã nghe được một số tin tức, nhưng khi nghe được tin tức chính xác từ miệng tộc trưởng, bọn họ càng thêm bi quan. Cô nghe xong, liền xoay người định rời đi. Đúng lúc này, Bắc Cực từ bên cạnh chạy tới, kéo tay cô, vẻ mặt hoảng hốt. Mẹ ơi, anh cả. Anh cả muốn trả thù, anh ấy muốn đốt nhà của Hùng Nhu. Cô ngạc nhiên, Đông Xích lấy đâu ra lửa. Nghĩ kỹ lại, cô cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa. Trong hang động vẫn luôn duy trì một ngọn lửa nhỏ để tiện cho việc nấu nướng. Lửa trên tay Đông Xích chắc chắn là lấy từ trong nhà. Bây giờ thánh hỏa đã tắt, trên tay Đông Xích lại có lửa. Nếu như ngọn lửa này bị dập tắt, vậy thì chuyện thánh hỏa bị dập tắt như thế nào sẽ không thể nào giải thích rõ ràng được nữa. Cô lập tức nắm tay Bắc Cực chạy nhanh về phía trước. Lúc này, Tây Thanh đang đứng chặn trước cửa hang động của Hùng Nhu. Nó rất sợ ngọn đuốc trên tay Đông Xích, nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản. Đông Xích chống gậy, lạnh lùng nhìn Tây Thanh, tránh ra. Hùng Nhu bắt nạt anh em chúng ta, sỉ nhục anh em chúng ta. Bây giờ tay ta gãy rồi, chân cũng gãy rồi, sống cũng như chết. Ta muốn đốt nhà của cô ta để trả thù cho anh em chúng ta. Trả thù xong, lấy mạng ta đền cho cô ta là được rồi. Dù sao ta cũng là đứa trẻ bị người ta ghét bỏ, không có mẹ yêu thương, bị mẹ ruột bán đi. Đông Xích tự giễu cười một tiếng, mạng của ta không đáng giá. Coi như trả thù cho cái tay, cái chân này của ta không thiệt. Tây Thanh nghiến răng nghiến lợi, kiên quyết không chịu tránh ra. Làm sao nó có thể không hiểu cho Đông Xích chứ? Thú nhân bị gãy tay gãy chân sẽ không còn khả năng lao động, càng không có khả năng săn bắn, sẽ bị bộ lạc bỏ rơi, bị dã thú ăn thịt. Nếu như còn có cơ hội lựa chọn, trong cơ hội cuối cùng này, hãy để cho nó được trả thù. Nó không thể nói gì hơn. Nước mắt từ khóe mắt Tây Thanh rơi xuống. Nó không hiểu tại sao cuộc sống của anh em bọn nó lại khổ sở như vậy. Cuối cùng, nó cũng buông Đông Xích ra. Nó không biết lựa chọn của mình có đúng hay không, cả người run rẩy. Đông Xích chống gậy, đi đến trước cửa hang động của Hùng Nhu. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt của nó, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Nó giơ tay lên, ngay khi ngọn đuốc sắp thiêu rụi hang động của Hùng Nhu. Ha ha ha! Một tiếng cười lạnh vang lên từ phía sau. Con của cô đúng là có tiền đồ, còn nhỏ như vậy mà đã biết đốt nhà người khác rồi. Đúng là một nhân vật phản diện trong tương lai. Cô lạnh lùng nhìn nó. Đông Xích giật mình. Lúc nó lấy ngọn đuốc từ trong hang động ra, trong lòng cũng rất do dự. Nó biết mình vô dụng rồi. Nó cũng biết mình muốn làm gì. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nó vẫn rất mong chờ,
mong chờ hành động của mình sẽ được người khác chú ý, mong chờ hành động của mình sẽ được người đó quan tâm. Đây là một loại cảm giác vô cùng mâu thuẫn. Nó muốn làm như vậy, nhưng cũng hy vọng có một người quan tâm đến mình, cuối cùng nói cho nó biết làm như vậy là đúng hay sai. Nó hy vọng người đó là người quan trọng nhất của nó. Nó hy vọng người đó là mẹ của nó. Nhưng nó cũng biết, người mẹ đã bán nó đi sẽ không đến, tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng mà, cô đã đến, cô đang đứng ngay sau lưng nó. Trái tim Đông Xích như được hồi sinh. Tuy nhiên, giọng nói của nó vẫn rất lạnh lùng, chuyện ta đốt nhà, không liên quan đến bà. Cô nhìn thiếu niên gãy một chân, gãy một tay, nhưng vẫn cố chấp đứng đó, trong lòng vừa có chút thưởng thức, vừa có chút tức giận và đau lòng. Cô chậm rãi bước về phía Đông Xích, cái mà con muốn đốt không phải là hang động của Hùng Nhu, cái mà con muốn đốt chính là ta. Nếu con có gan, bây giờ hãy đốt ta, đốt người đã bán con cho Hùng Nhu đi. Giọng nói của cô càng lúc càng có lực áp bức. Đông Xích bị cô ép đến mức khó thở, trong lòng đột nhiên nhói đau, nó hướng về phía cô hét lớn. Đúng vậy, ta muốn đốt bà, ta chính là muốn đốt bà. Tại sao lại là ta, tại sao lại bán ta đi? Ta không sợ không có cơm ăn, ta không sợ bị đói, bị rét, ta cũng không sợ bị đánh, nhưng tại sao bà lại bán ta đi? Đông Xích gào thét đầy phẫn nộ, vẻ mặt đau khổ của nó đều lọt vào mắt cô. Lời nói của nó như đâm thẳng vào tim cô. Chuyện bán Đông Xích là do nguyên chủ làm, cô bây giờ tuyệt đối sẽ không bán con của mình đi. Giải thích thêm cũng chỉ là vô ích. Vừa dứt lời, Đông Xích liền chạy về phía hang động của Hùng Nhu. Cô lập tức xông lên, ôm chầm lấy Đông Xích. Ngọn đuốc trên tay nó rơi xuống bãi cỏ khô. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Nhìn thấy ngọn lửa dữ dội, Tây Thanh như bị kích thích, liên tục lùi lại. Bắc Cực lập tức kéo nó lại, đưa nó đến một tảng đá. Cô ôm lấy Đông Xích, chạy về phía sau. Cô đặt Đông Xích xuống bên cạnh Tây Thanh và Bắc Cực, Đông Xích ngơ ngác nhìn cô. Cô cầm tấm da thú bên cạnh, lao vào đám cháy. Bắc Cực thấy vậy, kích động hét lớn, mẹ ơi, đừng qua đó, lửa rất nguy hiểm. Lửa là thứ vô cùng thiêng liêng, thú nhân rất sợ lửa. Mặc dù nhìn thấy cô dùng lửa nấu ăn trong hang động, nhưng mấy đứa nhỏ vẫn rất sợ lửa. Cô không để ý đến Bắc Cực, vung tấm da thú dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa đã bùng phát đến mức độ nhất định, dùng cách dập lửa thông thường căn bản không có tác dụng. Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên. A a a, Tư Yến, đồ xấu xa, trộm muối của cô còn chưa đủ, bây giờ còn dám trộm thánh hỏa, còn dám dùng thánh hỏa đốt nhà của cô. Giọng của Hùng Nhu rất lớn, thính giác của thú nhân lại rất tốt. Rất nhanh, tộc trưởng và mọi người đã đến. Đối với lửa, thú nhân trời sinh đã kính sợ. Họ nhìn cô dập lửa, đứng cách đó một khoảng nhất định, không dám đến gần. Thái Sơn cau mày, bước về phía cô. Thái Sơn, đừng qua đó, nguy hiểm. Hùng Nhu khuyên can. Hắn không để ý đến cô ta, quay đầu liếc nhìn Hùng Nhu một cái, sau đó tìm một khúc gỗ bên cạnh, dùng móng vuốt sắc nhọn gọt thành hình cái sẻng, sau đó trực tiếp xúc đất chôn lửa. Nhìn thấy ngọn lửa càng lúc càng nhỏ, ánh mắt của mọi người ngoài kinh hãi và sợ hãi, còn có chút khó hiểu. Cho đến khi cô xúc một sẻng đất cuối cùng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, tộc trưởng mới giật mình hét lên, dừng tay, dừng tay. Không kịp nữa rồi. Cát đã phủ lên, lửa đã tắt. Tộc trưởng hoàn hồn, đột nhiên kêu lên, thánh hỏa tắt rồi. Mí mắt cô giật giật. Hùng Nhu thấy lửa đã tắt, lập tức sải bước đi tới, tức giận đến mức không thể tức giận hơn. Hôm nay phải tính sổ cả cũ lẫn mới, Tư Yến. Cô đúng là đồ xấu xa, dám trộm thánh hỏa, còn dám dùng thánh hỏa đốt nhà của cô. Chắc chắn là cô được bộ lạc khác phái đến để tiêu diệt chúng cô. Bộ lạc Nham Hương sẽ không bỏ qua cho cô đâu, tộc trưởng sẽ trừng phạt cô. Cô và bốn đứa con rắn đáng ghét kia nhất định phải rời khỏi bộ lạc Nham Hương. Thú nhân trong bộ lạc nhìn nhau, ánh mắt nhìn cô và các con cô cũng trở nên không mấy thân thiện. Ngay lúc này, Thái Sơn bước lên một bước, chắn trước mặt mọi người, lên tiếng bênh vực cô ấy không phải là người như vậy. Thánh Hỏa, tộc trưởng khóc lóc thảm thiết, căn bản không muốn nghe Thái Sơn nói. Cậu còn bênh vực cô ta sao? Đừng để bị nữ nhân xấu xí này lừa gạt. Cô ta là người có thể bán cả con mình, là người xấu. Thái Sơn kiên định đứng trước mặt cô, bênh vực cô ấy không hề bán con mình, chỉ là để con mình ra ngoài làm việc mà thôi. Làm việc là vinh quang của thú nhân, là cách để chứng minh bản thân mình. Tôi không cho rằng cô ấy đã làm sai điều gì. Tuy nhiên, những lời chỉ trích đó như những mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô. Họ nói cô ăn trộm thánh hỏa, nói cô phản bội bộ lạc. Nhưng Thái Sơn lại đứng ra bảo vệ cô, nguyện ý cùng cô đối mặt với tất cả. Muốn đuổi Tư Yến đi, chi bằng đuổi luôn cả cô.
Lời nói của Thái Sơn như sấm sét giữa trời quang, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Đột nhiên, Đông Xích từ bên cạnh đi ra, không phải cô ấy làm, là cô. Cô tự làm tự chịu, mọi người dựa vào đâu mà nói cô ấy. Cô lập tức quát, Đông Xích, im miệng. Hùng Nhu đột nhiên kích động, mọi người thấy chưa, bọn họ thừa nhận rồi. Nữ nhân xấu xa Tư Yến này đã xúi giục con trai mình trộm thánh hỏa, sau đó tự mình dập tắt thánh hỏa. Lời nói của Hùng Nhu như dịch bệnh, nhanh chóng lan truyền. Trong nháy mắt, tiếng hô đuổi cô đi vang vọng khắp bầu trời. Nhìn cảnh tượng này, cô đột nhiên bật cười. Nếu như các người đuổi tôi đi, e rằng sẽ không có cách nào thắp lại thánh hỏa đâu. Nghe vậy, tộc trưởng như bừng tỉnh, lập tức túm lấy cô, ý cô là sao? Cô nhàn nhạt cười, thánh hỏa vẫn chưa tắt hẳn, nhưng nếu như các người muốn cô đi, e rằng nó sẽ nhanh chóng tắt ngúm. Tộc trưởng siết chặt tay hơn, cô nói thánh hỏa vẫn chưa tắt hẳn, cô có thể thắp lại thánh hỏa. Cô đẩy ông ta ra, thản nhiên nói, cô có thể dập tắt, đương nhiên cũng có thể thắp lại. Tộc trưởng đột nhiên quỳ xuống, chỉ cần cô có thể thắp lại thánh hỏa, yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Hùng Nhu lập tức sốt ruột, Tư Yến là một nữ nhân xấu xa, xảo quyệt đa đoan. Tộc trưởng, đừng để bị cô ta lừa. Cô lạnh lùng liếc nhìn Hùng Nhu một cái, là các người muốn đuổi tôi đi, chứ không phải tôi không muốn thắp lại thánh hỏa. Tộc trưởng cân nhắc lợi hại, quay đầu nói với cô, không ai có thể đuổi cô đi. Chỉ cần cô có thể thắp lại thánh hỏa, sẽ không ai có thể đuổi cô đi. Nghe tộc trưởng nói vậy, cô liền mỉm cười. Cô không biết rằng, nụ cười vô ý này của cô lại in sâu vào trong lòng Thái Sơn, khiến trái tim hắn đập loạn nhịp. Cô nhìn Thái Sơn, vẫy tay với hắn, Thái Sơn, anh là dũng sĩ của thú thần, anh có thể giúp tôi thắp lại thánh hỏa không? Hắn nhìn cô, ánh mắt như không thể nào tập trung, ngơ ngác gật đầu, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Hùng Nhu tức điên người. Nếu thánh hỏa được cô thắp lại, địa vị của cô nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, trong bộ lạc này sẽ không còn chỗ cho cô ta nữa. Dừng lại, mau ngăn cô ta lại, chắc chắn là cô ta có vấn đề. Cô ta muốn hại chết tất cả chúng ta, cô ta không thể nào thắp lại thánh hỏa được. Tư Yến là kẻ lừa đảo, tuyệt đối không thể nào thắp lại thánh hỏa được. Thú nhân trong bộ lạc liếc nhìn Hùng Nhu một cái. Ai cũng biết nữ nhân này nhỏ nhen, đanh đá. Mọi người đều biết ân oán giữa cô và cô ta. Nhưng cô không phải tự mình đi thắp lại thánh hỏa, mà là để Thái Sơn đi, có thể có vấn đề gì chứ. Cô cũng lười so đo với Hùng Nhu, kéo Thái Sơn lại, nói cho hắn cách thắp lại thánh hỏa. Thái Sơn rất thông minh, lập tức ghi nhớ lời cô nói. Chỉ thấy hắn tìm một ít cỏ khô, sau đó tìm một cành cây, gạt lớp cát cô đã phủ lên, tìm thấy tàn lửa mà cô đã nói. Hắn dùng cỏ khô chạm vào tàn lửa, sau đó nhẹ nhàng thổi. Thú nhân có mặt không ai dám thở mạnh, có một thú nhân nhỏ tuổi muốn lên tiếng, nhưng đã bị thú nhân trưởng thành bên cạnh bịt chặt miệng. Thánh hỏa quá thiêng liêng, mỗi một bước thắp lại thánh hỏa, bọn họ đều không dám bỏ lỡ. Cỏ khô trên tay Thái Sơn dần dần xuất hiện một tia lửa, không bao lâu sau, cỏ khô đã bùng cháy. Thú nhân bộ lạc Nham Hương đều kinh ngạc đến ngây người. Thái Sơn cũng nhìn ngọn lửa trên tay mình, ánh mắt sáng rực. Người có thể điều khiển ngọn lửa, không phải là đại tế ti thì cũng là sứ giả do thú thần phái xuống. Có lẽ cô không biết, hành động này của mình đã gây ra chấn động lớn đến nhường nào cho tộc nhân bộ lạc Nham Hương. Thái Sơn len lén nhìn cô. Trong mắt hắn, cô là một nữ nhân yếu đuối, sống trong khu rừng nguy hiểm, bên cạnh lại không có nam thú nhân nào bảo vệ. Nhất định phải bảo vệ cô thật tốt. Cô lấy cái đuốc lúc trước châm lửa, sau đó dập tắt cỏ khô, đưa cây đuốc cho tộc trưởng. Tộc trưởng, ngài hãy thắp lại thánh hỏa đi. Tộc trưởng nhìn cô, sau đó cung kính nhận lấy cây đuốc. Oa, tất cả thú nhân đều reo hò. Bộ lạc Nham Hương được cứu rồi. Giải quyết xong chuyện này, cô tức giận lôi Đông Xích về hang động. Nam Mạc vẫn như cũ, trốn ở trong góc. Đông Xích mím chặt môi, ngồi bên giường. Nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng cứng đầu của Đông Xích, cô nhịn không được trêu chọc. Lúc nãy lấy lửa đốt nhà người ta, sao bây giờ không còn chút khí thế nào vậy? Về đến nhà rồi, ngay cả nhìn cô một cái cũng không dám. Nghĩ đến tính cách có thù tất báo của Đông Xích, quả nhiên là nhân vật phản diện mà. Người khác mà bắt nạt cô nhất định sẽ bắt nạt lại. Phẩm chất ưu tú này của Đông Xích được thể hiện một cách vô cùng tinh tế. Chỉ tiếc là thủ đoạn chưa đủ cao tay. Đông Xích vẫn không nói gì, bờ vai nhỏ bé run lên. Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đi tới, liền nhìn thấy hốc mắt nó đỏ hoe. Cô muốn an ủi nó, nhưng nó lại tức giận đẩy cô ra, kéo tấm da thú che kín người. Bắc Cực muốn xua tan bầu không khí căng thẳng này, vội vàng chạy tới, ôm lấy cô, mẹ ơi, con đói rồi. Cô chỉ đành cùng Bắc Cực đi nấu cơm. Sau khi cô rời đi, Nam Mạc mới từ trong góc đi ra,
Nó dè dặt leo lên giường, nhẹ nhàng vỗ về Đông Xích. Tây Thanh và Bắc Cực tranh nhau giúp cô làm việc. Cô nấu xong bữa tối, liền gọi lũ trẻ vào ăn cơm. Đông Xích không chịu nhúc nhích. Cô cũng không ép nó, những đứa trẻ khác cùng nhau ăn cơm. Lúc cô lại đi xem, Đông Xích vẫn không nhúc nhích. Chẳng lẽ nó muốn tự bỏ đói mình sao? Cô thở dài, bưng bát cơm lên, đột nhiên kéo tấm da thú đang che người Đông Xích ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vì khóc của nó lộ ra, nó ngây ngốc nhìn cô. Ngay lúc này, cô múc một thìa cơm đưa đến bên miệng nó, há miệng ra. Đông Xích ngẩn người, theo bản năng há miệng. Cô lập tức đưa thìa cơm vào miệng nó. Nó ăn một miếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác tủi nhục. Nó cố gắng nhổ thức ăn ra, hét lớn, cô không cần bà cho ăn. Cô cười lạnh, tiến sát lại gần nó. Đây không phải là cô cho ăn, mà là cô đang ép con ăn, con không nhận ra sao. Đồ xấu xa, bà là người xấu xa nhất trên đời. Mặc dù nó nói cô như vậy, nhưng cô cũng không tức giận, ngược lại còn tiếp tục kích thích nó, bảo nó gọi cô là mẹ. Nam Mạc đứng từ xa nhìn, vẻ mặt sợ hãi. Đến tối, bốn đứa nhỏ đều đã ngủ. Cô đi ra khỏi hang động, nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, cô không khỏi nhớ đến bạn bè ở thế giới kia. Dưới ánh trăng, cả khuôn mặt cô như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng. Mà cô không biết rằng, Thái Sơn đang trốn trong bóng tối, nhìn cô. Trái tim hắn như ngừng đập, đầu óc choáng váng. Sáng sớm hôm sau, cô chuẩn bị đi săn, nhưng Bắc Cực lại ngăn cô lại. Nó nói với cô rằng, nữ nhân chỉ cần ở nhà chơi, săn bắn là việc của nam nhân. Nhưng thức ăn trong nhà vốn đã không còn nhiều, thế giới thú nhân không phải là thế giới hòa bình, cần phải giữ trữ lương thực để ứng phó với các loại rủi ro. Mặc dù bây giờ đủ ăn, nhưng nếu muốn ứng phó với những bất trắc trong tương lai thì vẫn chưa đủ. Cô vẫn quyết định ra ngoài săn bắn. Cô xoa đầu Bắc Cực, trong nhà chỉ có mình mẹ là có thể săn bắn. Tây Thanh cau mày nhìn cô. Trong mắt bọn nó, nữ nhân không thể nào đi săn được. Cơ thể của nữ nhân quá yếu đuối, sức lực cũng không lớn, ngay cả thỏ tai dài cũng không đánh lại. Vậy mà cô lại nhất quyết muốn đi. Trong mắt bọn nó, đây giống như là cái cớ để cô rời đi, là cô muốn vứt bỏ bọn nó. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng Tây Thanh. Nó cắn chặt răng, không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Cô xoa đầu Bắc Cực, sau đó rời khỏi hang động. Tây Thanh tức giận ngồi trong hang. Mình biết ngay mà, người mẹ xấu xa đó lại không cần chúng ta nữa rồi. Sau khi thấy cô rời đi, Nam Mạc lặng lẽ từ trong góc đi ra. Trong lòng Bắc Cực cũng rất lo lắng. Bọn nó rất thiếu cảm giác an toàn. Lúc này, cô không biết những thú nhân khác săn bắn như thế nào, nhưng cô có cách săn bắn của riêng mình. Cô cầm sẻng đi đến núi sau, đào một cái bẫy trong rừng rậm. Động vật ở thế giới thú nhân lớn hơn nhiều so với thế giới loài người, vì vậy cái bẫy cũng phải đào lớn hơn. Sau khi đào xong hố, cô dùng cành cây và cỏ dại che lại. Cô lại đi dạo một vòng trong rừng. Vì khả năng định hướng không tốt lắm, cô không dám đi quá xa. Vô tình, cô tìm thấy một loại quả màu tím, tiện tay hái một quả ăn thử. Một cảm giác tê liệt nhanh chóng lan ra. Mắt cô sáng lên, quả tê liệt, đây là quả tê liệt. Sau này có thể dùng làm thuốc tê khi chữa bệnh, còn có thể làm thuốc mê. Cô vội vàng tìm một chiếc lá to, hái quả tê liệt cho vào, sau đó cất vào không gian. Đợi khi về nhà, cô sẽ dùng đá mài thành bột, sau đó chế tạo thuốc tê từ quả tê liệt. Sau này, nếu gặp phải trường hợp như Đông Xích, có thể dùng thuốc tê để giảm đau. Tài nguyên thực vật ở thế giới thú nhân thật phong phú, không thể so sánh với thế giới loài người. Cô vô cùng phấn khích, đồng thời cũng cảm ơn trời đất vì đã cho cô được sống lại ở thế giới giàu tài nguyên này. Trên đường về, cô còn nhặt được một con ốc sên khổng lồ. Cô giống như một người đàn ông lực lưỡng, vác con ốc sên khổng lồ trên lưng, hùng dũng trở về. Nam thú nhân nhìn thấy cô vác con ốc sên khổng lồ trở về, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Cái bẫy mà cô không hy vọng gì lắm, dường như cũng có động tĩnh. Cô vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy một con thỏ tai dài đang loay hoay trong bẫy, không ra được. Nhìn con thỏ tai dài đáng thương, ngây thơ, dễ thương, trên mặt cô lộ ra nụ cười hài lòng và gian xảo. Tây Thanh và Bắc Cực trong hang động nghe thấy động tĩnh, đều chạy ra ngoài. Nhìn thấy cô mang theo con ốc sên khổng lồ và con thỏ tai dài trở về, trên mặt hai đứa trẻ đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Tây Thanh ý thức được mình đã để lộ cảm xúc gì, vội vàng cúi đầu, quay mặt đi. Nó không mong chờ người mẹ xấu xa này trở về, chưa bao giờ mong chờ. Cô đặt con ốc sên khổng lồ xuống đất, hỏi Tây Thanh và Bắc Cực, hai đứa có biết lột da thú không? Đừng lãng phí con thỏ tai dài này. Bắc Cực lập tức cười rạng rỡ, mẹ ơi, con biết. Cô dùng móng vuốt cẩn thận lột da thỏ tai dài. Bắc Cực rất vui vì có thể giúp đỡ cô.
Tây Thanh đứng từ xa nhìn. Cảm giác lúc trước của nó không sai, Bắc Cực, tên phản bội này, đang định nọt người mẹ xấu xa đó. Phản bội. Cô lột xong da thỏ tai dài, Bắc Cực tìm thấy một loại quả màu trắng trong bụi cỏ. Nó vò nát quả, trà sát nước ép lên da thú, sau đó mang da thỏ tai dài ra bờ sông. Tây Thanh đột nhiên đi đến bên cạnh cô, đừng có thấy Bắc Cực là giỏi. Thuộc da thú là kỹ năng cơ bản của thú nhân nam, không chỉ có nó biết, cô và anh cả, anh hai đều biết. Nó cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu này, có lẽ là trong tiềm thức, nó hy vọng cô đối xử tốt với tất cả bọn nó. Cô nhìn Tây Thanh, biết là một chuyện, làm hay không lại là chuyện khác, dù sao thì cô thấy Bắc Cực rất giỏi. Tây Thanh cảm thấy nghẹn lời, nó không ngờ cô lại nói như vậy. Cô rửa sạch con thỏ tai dài, rắc muối thô xin được từ Hùng Nhu lên, sau đó treo lên cành cây trước cửa hàng. Tây Thanh khó hiểu nhìn cô làm tất cả những điều này, cô liền giải thích cho nó, thịt được ướp muối, sau khi phơi khô có thể bảo quản được rất lâu. Tuy không gian của cô có chức năng bảo quản, nhưng nếu để lâu quá vẫn sẽ bị hỏng. Hơn nữa, hiện tại mỗi lần mở không gian đều rất tốn sức, bên trong lại để rất nhiều vật dụng sinh hoạt hàng ngày, thức ăn cũng không để được bao nhiêu. Tây Thanh mang theo vài phần nghi hoặc, im lặng nhìn cô một lúc lâu. Trong nhận thức của nó, bộ lạc Nham Hương không có cách nào bảo quản thức ăn. Nếu như có cách bảo quản thức ăn, mùa đông năm đó sẽ không có nhiều thú nhân bị chết đói như vậy. Bây giờ là mùa xuân, là mùa có nhiều thức ăn nhất. Nhưng đến mùa đông, thức ăn sẽ cực kỳ khan hiếm, phần lớn thức ăn đều dành cho nữ nhân và thú con, rất nhiều thú nhân trưởng thành đã bị chết đói. Bắc Cực đột nhiên chạy tới, trên tay cầm tấm da thỏ tai dài đã được thuộc xong, vô cùng phấn khích, mẹ ơi, tấm da này dùng để làm gì ạ? Thỏ tai dài ở thế giới thú nhân rất lớn, cô ướm thử trên người Bắc Cực, định làm cho bọn nó hai chiếc áo da. Bắc Cực đỏ mặt, nó rất vui vì tấm da thỏ tai dài do nó thuộc có thể làm áo da cho cô. Cô cầm tấm da thú về hang động, sau khi tính toán kỹ lưỡng, cô dùng móng vuốt cắt da. Cô thản nhiên hỏi Tây Thanh và Bắc Cực, các con thường dùng gì để khâu áo da? Bắc Cực nhổ mấy sợi tóc, chúng con là tộc rắn, thích dùng tóc hơn. Mái tóc đen nhánh của nó rất hợp với tấm da thỏ tai dài màu trắng. Cô khâu da thú lại, sau đó dùng răng thỏ làm cúc áo, đục lỗ để dễ mặc. Làm áo da không khó, rất nhanh đã làm xong hai chiếc. Bắc Cực nhìn hai chiếc áo da, cảm thấy khó hiểu. Mẹ, đây không phải là làm cho mẹ sao? Nó sờ thử, hình như hơi nhỏ. Cô cười gọi nó lại gần. Bắc Cực không thể tin nhìn cô. Mẹ, mẹ làm cho con sao? Cô gật đầu. Bắc Cực sững sờ. Tây Thanh đứng bên cạnh, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô mặc chiếc áo da mới làm cho Bắc Cực. Nhìn đứa con trai đáng yêu trước mặt, cô mỉm cười hài lòng. Bắc Cực đỏ mặt, đột nhiên không khống chế được, biến thành hình dạng rắn. Tây Thanh lập tức chạy tới. Bắc Cực vì quá vui mừng nên không khống chế được thú hình. Nhưng cô rất sợ rắn. Trước đây, chỉ cần bọn nó biến thành thú hình, cô sẽ đánh bọn nó như phát điên. Quả nhiên, khi nhìn thấy con rắn xuất hiện trước mặt, cô đột nhiên hiểu ra tại sao Hứa Tiên lại có thể sợ hãi đến mức gặp Diêm Vương. Cô thật sự sợ ngây người. Từ nhỏ đến lớn, cô sợ nhất là rắn. Bắc Cực đột nhiên ý thức được mình đã gây họa, nó thè lưỡi rắn, định biến trở lại. Nhưng lúc này, cô lại cố gắng giang hai tay ra, ôm con rắn vào lòng. Bắc Cực giật mình. Nó biết cô rất sợ rắn. Những năm trước, nếu như bọn nó vô tình biến thành thú hình, bị cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị đánh một trận. Ban đầu, nó đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, không ngờ cô lại ôm nó vào lòng. Cô nuốt nước miếng, đè nén nỗi sợ hãi với loài bò sát trong lòng. Mẹ rất sợ, nhưng mẹ sẽ cố gắng thích nghi với các con. Trái tim Bắc Cực đập thình thịch, nó nhịn không được rúc vào lòng cô. Cô càng sợ hơn. Tây Thanh nhìn thấy cảnh này, há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả Nam Mạc trốn trong góc cũng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa hàng. Thực ra, bọn nó đều rất thích thú hình, chỉ là mỗi lần biến thành thú hình đều dọa cô sợ, cho nên không dám biến nữa. Cô vuốt ve lớp vảy trắng như tuyết của Bắc Cực, nói với nó, mẹ sẽ cố gắng làm quen. Nghe vậy, Bắc Cực mạnh dạn thử, chiếc đuôi rắn màu trắng của nó quấn quanh eo cô, cái đầu nhỏ màu trắng thè lưỡi rắn. Khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ trở thành Hứa Tiên thứ hai. Cô bắt đầu thôi miên bản thân, đừng sợ, là con trai của mình. Chiếc lưỡi rắn của Bắc Cực đột nhiên tiến lại gần, liếm nhẹ lên mặt cô. Ngay sau đó, cô liền hôn mê bất tỉnh. Cô rất sợ rắn, thật sự rất sợ. Bắc Cực sợ hãi, vội vàng biến trở lại hình người, co rúm người lại. Cô nhìn trần nhà, sơ sơ trái tim đang đập loạn nhịp của mình, một lần nữa cảm thấy việc chung sống với lũ con thật gian nan. Bắc Cực liên tục xin lỗi cô,
Nó chỉ là muốn thân thiết với cô hơn một chút. Ai ngờ hành động mạnh dạn của nó lại khiến cô sợ đến ngất xỉu. Cô xoa đầu Bắc Cực, an ủi nó, sau đó gọi Tây Thanh lại. Tây Thanh miễn cưỡng đi tới, cô lấy chiếc áo da còn lại mặc cho nó. Tây Thanh cũng ngẩn người, vẻ mặt không thể tin được, chiếc áo da này là làm cho cô sao? Cô gật đầu, nói với bọn nó, cô đã làm dấu hiệu trên cúc áo bằng răng thú. Tuy hai chiếc áo da giống nhau, nhưng trên áo của Bắc Cực có khắc chữ Bắc, còn trên áo của Tây Thanh có khắc chữ Tây. Bọn nó không biết chữ, nhưng nhìn chiếc áo da trắng muốt trên người, sắc mặt trở nên phức tạp. Tây Thanh mím chặt môi, rõ ràng tôi đối xử với bà không tốt, tại sao bà lại làm áo da cho tôi? Cô muốn xoa đầu Tây Thanh, nhưng nó lại né tránh. Nhìn bàn tay trống rỗng, cô không khỏi cảm thấy hụt hẫng, sau đó đi nấu cơm. Tây Thanh im lặng ngồi trong góc, tay liên tục vuốt ve chiếc áo da mới. Lúc cô đưa áo da cho Bắc Cực, nó rất ghen tị. Sau khi được cho một chiếc, trong lòng nó bỗng nhiên đập thình thịch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc áo da trắng muốt này đẹp hơn nhiều so với chiếc áo da cứng ngắc mà nó mặc trước đây. Mềm mại, thoải mái quá. Nó sờ sờ chữ Tây được khắc trên cúc áo bằng răng thú. Nó không biết hình vẽ này có nghĩa là gì, nhưng người mẹ xấu xa đó nói chữ này là Tây. Nam Mạc đứng từ xa nhìn, cảm thấy tâm trạng mình có chút kỳ lạ. Nó không biết mình đang ghen tị hay đố kỵ, chỉ là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Lúc xoay người bỏ đi, nó chợt nhìn thấy Đông Xích trên giường đã mở mắt, hai đứa trẻ nhìn nhau. Nam Mạc không hiểu tại sao Tây Thanh đột nhiên lại thân thiết với cô như vậy. Nó cũng không hiểu tại sao cô lại làm áo da cho Tây Thanh và Bắc Cực. Là tự tay làm đấy. Chẳng lẽ là vì nó và Đông Xích không ngoan ngoãn, cho nên cô mới đối xử tốt với Bắc Cực và Tây Thanh. Nam Mạc nhìn hai chiếc áo da của hai đứa em, có chút ghen tị. Đông Xích cũng mở mắt ra, sau đó nhanh chóng nhắm lại, nó cắn chặt môi, vùi đầu vào trong chăn. Buổi tối, sau khi nấu cơm xong, cô gọi lũ trẻ vào ăn cơm. Đông Xích cũng đã tỉnh, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Để không bị cô ép ăn, nó đành ngoan ngoãn tự mình ăn. Sau bữa tối, cô đi tắm rửa cho Tây Thanh. Nhưng điều khiến cô không ngờ là Tây Thanh cũng biến thành hình dạng rắn. Lúc này, nó lại cảm thấy hạnh phúc một cách đáng xấu hổ. Nó không biết mình bị sao nữa. Nghĩ đến vết sẹo trên mặt, quả nhiên là hết đau thì quên sẹo. Không ngờ nó lại muốn tha thứ cho cô nhanh như vậy. Đột nhiên, nó nhớ đến cảnh tượng Bắc Cực biến thành rắn, còn thân mật với cô như vậy, nó lại cảm thấy ghen tị. Vì vậy, nó cũng biến thành một con rắn màu xanh lục, nhanh chóng bỏ về phía cô. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cô lập tức trở nên xanh mét như Tây Thanh. Cô run rẩy nói, người xấu là cô. Tim cô đập thình thịch. Cô thầm nói với bản thân, đừng sợ, là con trai của mình. Cô đưa tay muốn sờ đầu nó, nhưng chiếc đuôi rắn màu xanh lục của Tây Thanh lại quấn lấy eo cô, sau đó nhanh chóng rời đi, như thể sợ cô chạm vào nó. Sau khi Tây Thanh biến thành rắn, dường như không muốn biến trở lại. Nó bò đến góc tường, cuộn tròn người lại. Cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Chẳng lẽ con trai cô định sống với hình dạng thú luôn rồi sao? Bắc Cực nhìn thấy Tây Thanh biến thành thú hình, nó cũng biến thành rắn, bò đến góc tường, cuộn tròn người lại. Nhìn lũ trẻ, cô không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ngủ dậy, cô lại chuẩn bị đi săn. Đầu tiên, cô đến chỗ cái bẫy hôm qua, cái bẫy không có gì thay đổi. Cô quyết định tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Cô đã đi rất lâu, luôn cảm thấy mình đã đi ra khỏi khu rừng nhỏ, tiến vào khu vực nguy hiểm, nhưng vẫn không gặp được con mãnh thú nào. Vì vậy, cô định quay lại tìm rau dại. Đột nhiên, một con chim ưng trắng muốt khổng lồ xuất hiện trước mặt cô. Cô giật mình, vội vàng lấy cây đuốc ra, nhắm vào mắt chim ưng bắn. Mục tiêu đã quan sát cô mấy ngày nay. Trong mắt nó, cô là một nữ nhân có thể rớt chết hổ rừng. Điều này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Mặc dù mục tiêu có yêu cầu rất cao đối với bạn đời, nhưng bây giờ nó cảm thấy cô dường như đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu của nó. Nhìn thấy cô lấy cây đuốc ra, nó càng thêm phấn khích. Rất mạnh mẽ, dám chủ động đánh nhau với nó. Tốt lắm, nó vỗ cánh, dễ dàng chặn cây đuốc của cô lại. Thấy vậy, cô liền rút móng vuốt ra. Mục tiêu lập tức dang rộng đôi cánh, bay lên, miệng không quên kêu lên, nữ nhân nhỏ bé, cẩn thận. Cô đang nghĩ cách chạy trốn, nghe thấy nó nói chuyện, lập tức ngẩn người. Cô thử hỏi, anh, là thú nhân sao? Mục tiêu im lặng, chẳng lẽ trông nó giống mãnh thú sao? Nó vỗ cánh hai cái, đáp xuống đất, sau đó biến thành một người đàn ông đẹp trai, cười lớn nhìn cô. Vậy ra, vừa rồi cô tấn công tôi là vì nghĩ tôi là mãnh thú sao? Cô chậm rãi gật đầu. Nó chỉ vào yết hầu của mình, thú nhân và mãnh thú không giống nhau,
yết hầu của thú nhân đều có một viên thú hạch. Có thú hạch mới có thể tu luyện, đây là ân điển mà thú thần ban tặng cho thú nhân nam. Mà thú nhân nữ không có thú hạch, cũng không có cách nào tu luyện. Nhưng thú nhân nữ có thể dựa vào bạn đời của mình, cho nên chỉ cần thú nhân nữ có thể ở bên cạnh thú nhân nam lợi hại là có thể có được sức mạnh của hắn. Nói xong, nó còn lắc lắc bộ lông trắng muốt xinh đẹp trên người. Lúc này, mục tiêu trông thật quyến rũ. Nữ nhân nhỏ bé, cô sắp đột phá đến cấp tử kinh rồi, cô có muốn ở bên tôi để tôi làm bạn đời của cô không? Nó tự tin nhìn cô, cho rằng cô nhất định sẽ đồng ý. Nhưng nó không ngờ rằng cô lại từ chối, cô đã có bạn đời rồi, là cha của bốn đứa con trai cô. Câu trả lời của cô khiến mục tiêu sững sờ. Cô nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi. Ở thế giới trước kia, cô luôn luôn một vợ một chồng. Tuy chưa từng gặp bạn đời là rắn của nguyên chủ, nhưng khi dấu ấn trên người vẫn còn, cô sẽ không chấp nhận người chồng thứ hai. Nhưng mục tiêu lại như không hiểu ý cô, nó nghiêng đầu nhìn cô, tưởng cô muốn nó làm bạn đời chính thức. Cô không hiểu nó đang nói gì. Nhưng ngay lúc này, mục tiêu đột nhiên như con gà sù lông. Ánh mắt nó cảnh giác. Cô linh cảm nó đã gặp phải kẻ địch. Quả nhiên, một con sói bạc với cái đầu màu đỏ rực nhảy ra từ bụi cây bên cạnh. Nó nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói, chim chóc nhà ngươi. Nữ nhân của tộc ta đã từ chối ngươi rồi, xin đừng dây dưa nữa. Xung quanh con sói bạc tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Cô nắm chặt con dao găm trong tay, cảnh giác nhìn con sói bạc trước mặt. Cô có thể cảm nhận được sát khí của nó, nhưng sát khí này không phải nhắm vào cô, mà là nhắm vào mục tiêu. Cô thử thăm dò, Thái Sơn. Nghe thấy cô gọi tên mình, con sói dữ tợn lập tức biến thành một con chó to xác ngốc nghếch đáng yêu. Nó vẫy đuôi, vui vẻ chạy về phía cô. Nhìn thấy mục tiêu bên cạnh, nó lập tức trở nên nghiêm túc, hung dữ lao về phía chim ưng trắng. Hai con thú màu trắng lao vào đánh nhau, bộ lông trắng bạc bay tứ tung. Cô bị chấn động lùi về phía sau liên tục. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh thú nhân đánh nhau. Cô trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Đây là sức chiến đấu của sinh vật sao? Sức chiến đấu này còn mạnh hơn cả chiến sĩ cấp cao ở thế giới loài người. Cơn lốc xoáy do trận chiến tạo ra khiến cô không chịu nổi, cô xoay người trốn sau một gốc cây to. Nghĩ đến việc mình và Thái Sơn cùng một bộ lạc, hai con thú đánh nhau, cô nhất định phải giúp Thái Sơn. Đúng lúc cô định ra tay giúp đỡ, đột nhiên bị hai móng vuốt to lớn tóm lấy. Lúc hoàn hồn, cô phát hiện mình đã bay lên không trung. Thái Sơn đang điên cuồng chạy về phía cô trong rừng cây. Cô nhìn xuống dưới chân, đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó dạ dày cuồn cuộn. Mục tiêu đột nhiên ném cô lên không trung, để cô ngồi trên lưng nó. Cô ngã vào bộ lông mềm mại, không thấy đau, chỉ là dạ dày vẫn cuồn cuộn. Cô nắm chặt lông vũ của mục tiêu, tức giận hét, tôi sợ độ cao, thả tôi xuống. Mục tiêu không nghe cô nói, nó chỉ muốn bỏ rơi con sói bạc kia. Cô đã choáng váng đến mức không phân biệt được phương hướng, chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của Thái Sơn từ xa. Mục tiêu đột nhiên bay về phía biển. Lúc quay đầu lại, cô chỉ thấy Thái Sơn đứng trên bờ biển, ngửa mặt lên trời chu dài. Cô nắm chặt lông vũ của mục tiêu, đến khi hai tay sắp hết khí lực, nó mới thả cô xuống. Nó liên tục dùng cánh phủi phủi bộ lông của mình, như thể vừa bị dính phải thứ gì đó bẩn thỉu. Nó rất bá đạo, không cho phép bất kỳ sinh vật nào ở trên lưng mình, dù là nữ nhân mà nó thích cũng không được. Còn cô thì nằm trên bờ biển, như thể sắp chết đến nơi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối, lại nhìn hòn đảo xa lạ này, nghĩ đến bốn đứa con trai đang chờ cô cho bú sữa ở nhà, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột. Đều tại con chim chết tiệt này. Cô lập tức lấy con dao găm trong không gian ra, dí vào cổ mục tiêu, đưa tôi về, nếu không tôi giết anh. Mục tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, tưởng cô đang chơi trò chơi với nó. Cô cười lạnh, xoay nhẹ cổ tay, một sợi dây bạc mỏng manh đã quấn quanh cổ nó. Cô lạnh lùng nói, tôi nói lại lần nữa, tôi đã có bạn đời rồi, cho nên sẽ không tìm bạn đời thứ hai ở đây. Bây giờ, xin anh lập tức đưa tôi về. Điều khiến cô không ngờ là, nghe thấy cô nói chỉ muốn có một bạn đời, mục tiêu lại càng thêm phấn khích. Loại nữ nhân này, trên toàn bộ lục địa thú nhân cũng chỉ có một mình cô ấy. Bảo bối hiếm có như vậy thật sự rất ít. Nghĩ đến đây, mục tiêu chớp chớp mắt, không phải cô sợ độ cao sao? Bây giờ cô có thể tự mình về được sao? Cô nhìn biển rộng mênh mông, dạ dày lại cuồn cuộn. Ngồi trên mặt đất, cô không khỏi nghĩ đến lũ trẻ ở nhà. Đông Xích chắc chắn sẽ nói, người mẹ xấu xa đó chắc chắn đã bỏ rơi chúng ta rồi, mình đã biết mà. Nam Mạc chắc chắn sẽ không trốn nữa, nó sẽ yên lặng nghe mọi người bàn tán về người mẹ xấu xa là cô. Tây Thanh thì hơi phức tạp, nhưng chắc là đã chấp nhận cô phần nào rồi. Không biết nó có lo lắng cho cô không nữa.
Còn Bắc Cực, đó là đứa con trai duy nhất mà cô chắc chắn nó sẽ lo lắng cho mình. Chỉ tiếc là cô không có cách nào nói cho nó biết mình đang ở đâu. Lúc này, trong hang động không có cơm canh nóng hổi, trong bóng tối, bốn đôi mắt nhìn chằm chằm, không khí u ám. Đông Xích quả nhiên như cô đoán, nó lạnh lùng nói với ba đứa em, bỏ đi, người mẹ xấu xa đó đã chạy ra ngoài rồi, sẽ không quay về đâu. Bầu không khí trong hang động vô cùng căng thẳng. Bắc Cực đột nhiên tức giận, rõ ràng anh cả cũng đang lo lắng cho mẹ, tại sao lại phải nói như vậy? Giọng nói lạnh lùng của Đông Xích lại vang lên, bà ta có thể bỏ rơi chúng ta một lần, là có thể bỏ rơi chúng ta lần thứ hai. Hơn nữa, tay chân của cô đều đã bị gãy rồi. Hơn nữa, tay chân của cô đều đã bị gãy rồi. Cô là một kẻ vô dụng, bà ta bỏ rơi chúng ta là chuyện sớm muộn thôi. Nói xong, cảm xúc của Đông Xích càng thêm suy sụp, giọng nói nhỏ dần, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, sớm muộn gì bà ta cũng sẽ bỏ rơi chúng ta. Lúc cô còn đang điên loạn, Đông Xích là anh cả, nó đã gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Trong bốn anh em, nó là người chăm sóc cô chu đáo nhất, cũng là người lo lắng cho cô nhất. Có đôi khi, cô bỏ đi, nó sẽ tìm cô cả đêm trên núi. Lúc đó, mặc dù bọn nó đều biết cô không đáng tin cậy, mặc dù cô sẽ phát điên khi nhìn thấy thú hình của bọn nó, thậm chí còn đánh chửi bọn nó, nhưng không có đứa con nào thực sự bỏ rơi cô. Tây Thanh im lặng một lúc, đột nhiên nói, bà ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu, có khả năng là bà ấy gặp chuyện ngoài ý muốn rồi. Trong hang động bỗng chốc im lặng, Bắc Cực đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc nức nở. Mẹ, con đã rất vất vả mới có được mẹ không thể xảy ra chuyện được.